bông lụa. Ra đây nè kể nghe chuyện thạch sùng chuyện của tôi. Dạ con cửa hàng nha. Dạ của chị. Dừng lại liền. Cho tôi. Cái gì vậy hả? Cái gì vậy? Dạ em phát cho người nghèo. Phát gạo cho người nghèo. Dạ. Mình làm từ thiện. Dạ. Mình nhìn giùm cái lưng của tôi coi. Dạ. Hào quang phản chiếu phải không mình? Dạ có mình. Công đức tôi vô lượng thọ lắm phải không dạ. Mình? Mình rảnh quá. Cái này không phải để cho mà là để bán. Để bán. Để bán. Bà con nói nào ngay thì lũ cũng hoành hành cả tháng nay rồi. Tôi tích góp được chút gạo mà vợ đem cho đó. Thì đổ thừa tôi bố thí khi dễ mọi người. Không, tôi thích được khi dễ ông. Dạ. Nghe. Đó. Tôi biết mọi người không có đồng ý như vậy. Không, tôi im luôn đi. Đó. Thì bây giờ tôi phải bán thôi đúng không? Đúng nha, họ trả lời ha. Cái giá gạo tôi đó, tôi bán bằng cái gì, tính bằng cái thứ tự cái tên của mọi người vậy thôi. Ủa là sao? Là sao? Bà thứ mấy? Thứ hai. Hai đồng bọc gạo. Rồi. Trời. Người tiếp theo. Ba đồng. Chú ba nè. Nói lý nhí trong miệng không nghe được gì hết nè. Rồi ba đồng bọc gạo đưa đi mình. Nè bốn đồng nè. Sao có bốn đồng vậy? Tôi tin bốn. Ngoài cái tên bốn ra mọi người kia ông là cái gì nữa? Ông Tư. Tư cộng bốn là nhiêu? Tám đồng. Xong chưa ba ba. Mười một đồng. Sao 11? Nó mới kêu ba cộng tám 11. Ôi gì kỳ ba. Trời ơi. Ê nó nghe đương lượng vàng lại trừ hao kêu ba hoài. Tôi đây người tiếp theo. Chết rồi. Ta thứ năm. Bây giờ mày ngu quá, mày nói thứ năm một cách là lấy năm lượng đó. Bây giờ mày đổi cái tên khác thì mày lấy cái tên gì được có số chổng. Được rồi, biết rồi. Dạ. Lẹ. Dạ, anh đại gia, em tên là Trần Văn Ngũ. À, Ngũ là năm, là năm đồng. Không ai, Ngũ là Ngũ luôn đó, chứ đâu phải là năm. Ngũ luôn hả? Ngũ luôn. Ngũ đó làm sao tính tiền được trời. Dạ, không tính tiền rồi, đưa gạo đi rồi. Về ngủ cho no, khỏi lấy gạo. Giờ sao cũng tại mày hết á. Tên gì nói khai thiệt. Trời ơi biết rồi. Ở nhà mày còn cái tên gì vợ mày hay gọi đó? Vợ tao gọi tao yêu thương lắm. Tên Hợi. Đúng rồi. Anh ơi em tên là Trần Văn Hợi. Hợi 12 đồng. Mắc gì 12 đồng. Tí sủ dần mẹ thịnh tiền ở mùi xương dỗ tức Hợi. Mày hai con giáp 12 đồng. Mày nữa đấy chưa. Cũng tại mày không đó. Cũng cái gì hên đó. Hên gì hên. Nó tính là con giáp chứ nó tính ký là chết tao luôn. Mày nhiêu ký? 80 ký. 80 cộng 12 chính 2 đồng. Nó nữa. Cũng còn hên. Sao hên? Nó mà biết số nhà tao chết tao luôn. Số nhà mày số mấy? 453-12-27-18-37-17B. Chết rồi. Anh ơi sổ đỏ này bán bịch gạo đi em. Đưa gạo đi mình. Không dính được trời. Mất căn nhà nha. Lần đầu tiên mua nhà. Ê. Hả, cái gì? Có gạo rồi vừa lấy hết căn nhà còn gì nấu cơm không? Chắc phải ăn sống quá. Đâu được, tội nghiệp lắm. Nhà còn cái mẻ kho hiểu không? Giữ mà xài. Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi bể xíu. Bể về gạo để vô sao được? Được sống được. Ngồi xuống kỹ cho coi nè. Ví dụ mà giờ cái này bể phải không? Dạ. Mình đổ gạo đổ nước vô. Dạ. Đó cái mình mà đổ gạo đổ nước vô thì nước nó lọt xuống. Lấy bằng tay bịch lại. Hay quá ta. Bịch lại. Bỏ củi vô. Đun lửa lên. Bừng. Chín giật tay ra. Cơm là chín còn cái tay thì sao? Cháy rồi. Rồi tay đâu múc cơm ăn? Có thêm cái món thịt tai nướng mồi nữa. Mày không ăn thiệt luôn á. Ủa nó giàu mà kiểu này mai mốt hả? Tụi nó chờ chu đất Việt. Người tiếp theo. Dạ chú ơi. Tên chú... gì? Dạ chắc con về. Con không đủ tiền mua. Tên gì mà không sợ đủ tiền mua bây giờ nè. Chú hai chú ba thì ba đồng. Quá lắm 30 rồi 40. Quá lắm vô kia đưa sổ đỏ thì tên gì mà không nổi. Dạ tên Tỷ. Lê Văn Tỷ. Vậy về phải rồi. Ba má đặt cho cái tên Tỷ chi bây giờ không có gạo ăn. Nè. Dạ. Tội nghiệp không đặt cái tên chi ác nghiệt rồi không có gạo ăn. Dạ vậy thương con cho con. Đứng ở bên đây. Dạ. Nó có về liền hả? Qua dạ. Đây đợi dạ. Xíu mở cửa cho về. Quên nhà không có cửa đó. Dạ. Về đi. Dạ. Không có tiền gạo. Nè. Dạ.
nãy hơi quá đáng phải không? Dạ, nhưng mà không sao. Xin lỗi nha. Dạ, dạ không. Để đây. Dạ, biết rồi, từ từ. Dạ. Mai mốt không có sớm xa sớm xác vậy. Dạ. Ta tấp mình quê với ai? Dạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Hiểu rồi về đi. Dạ. Nè. Nè một cái nữa tôi quýnh chết luôn á. Vừa vừa phải phải thôi. Người ta là dân nghèo nhưng người ta có danh dự của người ta chứ. Làm gì cũng vừa vừa phải ác gì mà ác dữ vậy. Cái thứ như ông hả? Là cái thứ thừa nút đục thả câu. Cái thứ mày râu dài không cạo. Cái thứ của ông mà xào xào điếc quen. Cái thứ mày lang bang bụng cóc. Cái thứ hả? Ăn ốc bắt ta đủ vỏ. Cái thứ mày hả? Áo đỏ quần xanh. Cái thứ mày lên chanh lết chanh. Cái thứ mày chuột nhắt mà tưởng chuột đồng. Cái thứ mày cháo lòng tưởng cháo huyết. Nãy giờ tao điếc tao nghị trơn. Mình ơi, dạ. Lấy cơm tôi ăn đi mình. Nè, dạ. Cái thứ gì mà ác ôn vừa vừa phải phải thôi nha. Ăn để đâu gì? Trong đó vậy? Dạ. Ăn uống hả? Ra ngoài đường đi ha, trời đánh thánh đầm cho coi. Trời ơi, ông trời ông hiển linh vậy? Ông đánh nó chết giùm con đi ông trời. Tao còn sống. Sao còn sống hay vậy? Mày không nghe câu trời đánh thánh bữa ăn hả? Tao đang ăn xong đánh tôi chết được. Không tin nói lại đi. Trời đánh thánh đầm. Có chén cơm đâu đánh tôi chết được đâu, không tin nói lại đi. Trời đánh thánh đầm. Không còn sống nhăn răng đây mà. Trời đánh thánh đầm. Vừa lắm mất chén cơm mày chết. Mình. Cái thứ nhà ông á, ra đời chết đi. Ác vừa phải thôi, tôi không cần nữa. Đơn giản thôi. Không sao đâu mình. Để đó cho tôi. Trời đánh đâu có chết được. Người đánh mới chết phải không mình? Mà tôi có tiền mà, ai đánh tôi chết được hả mình? Mình nè, tôi thấy mình làm vậy không có được đâu mình ơi. Vợ chồng mình bây giờ cũng có ít của rồi. Hay là mình làm phước làm đức cho người ta đi mình. Chứ mình làm vậy ăn ở thất đức lắm. Mình nói được thất đức? Dạ, dạ không. Ý là tôi ở ác hả mình? Dạ không, ý em. Mình im đi. Mình biết cái gì mình nói. Bây giờ tôi giàu có tất cả rồi. Mình là người hưởng chung với tôi với ai? Ở đây tôi nói cái gì nghe tôi, cái đó làm cái đó, không được cãi. Mình còn là... nhắm mà làm không được đó. Đừng ở đây nữa. Cái gì? Mình đuổi tôi. Được rồi. Bây giờ nếu như mà mình đuổi á thì tôi đi cho mình vừa lòng. Đứng lại. Tôi không có đuổi mình. Cái này là mình muốn đi. Nhưng mình nên nhớ, quần áo của mình, lụa là gấm vóc, vàng bạc của mình là của tôi cho mình đó nghe mình. Cái này là của mình, tôi trả hết lại cho mình. Mình ơi, mình đi thiệt hả mình? Mình đi thiệt xa nghe mình. Chết bờ chết bụi đừng chết ở nhà tôi nghe mình. Có tiền mà trời. Có tiền mà. Vợ đi kệ vợ đi. Có tiền là mua được tất cả. Chuyện ngày xưa, chuyện ngày xưa. Ở một nơi xa thật xa, thắt sùng đó tên của ta. Người giàu có không ai bằng ta. Vốn xuất thân từ một gia cảnh nghèo khó, ăn uống bằng tiền không có nhiều tiền. Ao ước một ngày có được cuộc sống giàu có. Và rồi có một ngày nọ, ông trời báo mộng cho ta, giúp ta từ con số không trở thành một người giàu có xa hoa. Ông nói với ta nơi đây sắp có bão lớn, còn báo tất cả dân làng cẩn thận tích góp gạo cơm. Đây là sự thật hay mơ? Có phải cơ hội của ta đã tới giúp ta có được cuộc sống mà ta mong chờ? Ta giàu rồi. Ta giàu rồi. Đẹp lắm. Mà nghe thiên hạ đồn, nghe Thạch Sùng này giàu quá rồi. Có hai vợ chồng bá hổ làng bên đó, ghen ăn tức ở. Vì đòi qua đây đấu giá tài sản với nhau, có ai giàu hơn ai. Rồi gì nói mà ai thua đó là mất hết tài sản. Thôi nghe cũng hơi nhột trong người. Mà sao mà thua được? Bởi ta là Thạch Sùng. Thạch Sùng giàu nhất cái vùng này. Thử hỏi ai là người giàu nhất? Là tao.
mày điên hả? Cái tướng mày hèn chết vào chỗ nào? Tôi là gì? Tôi vào lòng nhân ái. Rồi có tay sao băng vậy? Nhờ cái món tai heo nướng mộ của ông đó. Ông nhớ chưa? Bây giờ còn cái cùi không, ăn cơm mà cái gì? À, thì no gạo no cơm thì phải chịu chứ làm sao. Rồi ông chủ mày đâu? Được, để tôi kêu ông chủ tôi vô. Đại gia giàu đâu? Bây giờ mới vô nè. Cháu thách sung. Mày dắt cháu ở đây nói chuyện tao chi vậy? Cháu mà nào đại gia đó. Nó cười cái con nít của vậy? Ta cười vô mặt mày ơi, ta kinh vĩ ơi. Cười vô mặt tao? Phải. Ủa mày giàu hơn ai mày cười tao? Có thể ta không giàu hơn ngươi, nhưng mà vợ của ta sẽ giàu hơn ngươi. Mời vợ. Có vợ. Lạn dữ vậy? Quá kia. Vào sao mà mưa quá vậy? Qua đi, ngồi đi vợ. Ngồi đi vợ. Ôi là ngồi đi. Cái gì mày? Đại tắc quên. Ông lão. Chị, nhìn chị hiền hậu phúc đức quá ha. Ai mà hiền hơn tôi là tôi giết người đó. Nghe chưa mày? Nghe chưa? Thách sung, ngày hôm nay đúng kỳ hạn, vợ chồng ta đã đến đây để giao đấu tài sản với người. Quy luật cũ, nếu như người thắng thì tất cả tài sản của ta sẽ thuộc về người. Còn nếu như người thua, tất cả tài sản của người sẽ phân phát cho dân nghèo. Nghe đau lòng dữ vậy. Mà sao mà thua được? Tao giàu nhất cái vùng này mà. Thôi, đấu thì đấu. Dạ, nói đầu ngay cũng thưa với anh chị. Đó, là nhà tôi không có gì ngoài có điều kiện. Nha, tôi chỉ có cái dòng kim cô này nè, tu luyện ở trong lò 300 năm, công dụng nó ghê gớm lắm đó. Công dụng gì hả? Mình trồng vô người mình ra phát hiện được đồ giả đó. Cái gì thấy ghê vậy? Không tin hả? Ở đây dân làng ai muốn thử không? Ý anh áo đỏ nè, thử không anh? Thử vô nè, coi 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 có gì không nè, có gì không nè. Ê, mũi giả. Trời đất ơi là trời. Mấy dân làng này đừng manh động, không có thử đâu, tại biết là cũng giả rồi. Thấy ghê chưa? Vậy sao? Mà ủa vợ sao vậy? Dạ. Có bà chủ nhìn lo lo vậy bà chủ. Đâu sao có lo? Trời. Sao vậy? Mũi thiệt cầm thiệt mà chồng. À. Không có gì phải lo lắng cả. À. Không sợ gì cả. Ây à. Không sợ mà run. À vậy. Bình tĩnh. Không sao, có chồng đây đừng có sợ gì cả. Đúng rồi. Bây giờ nếu như nói cái giọng đó hay thì sự. Ê, ra thử đi. Chuẩn bị. Ủa, mày giả chỗ nào? Mới đặt giải năm ngoái lấy tiền sửa văn. Thấy công dụng nó ghê gớm chưa? Đừng có chưa tin đâu, ghê gớm. Ê, mày lên thử luôn đi. Lên đây. Thử đi, không có sao đâu. Cái thằng mỏ mày lanh lắm vậy mày. Ê, mày giả khúc nào? Cái gì vậy, mấy chục năm trời sao mày giả trời? Chứ đâu ra cái giọng này ghê thì tôi ngồi vậy mà cũng tới được luôn á hả? Mày rảnh không? Mày rảnh không? Tao mỏi, tao ngồi chút xíu. Mày nhảm vừa thôi. Kể từ giờ phút này mày là nhân vật phản diện của tao nha. Dạ. Bước vô trong. Dạ. Bước vô trong đi. Không có làm ăn được gì cả. Vợ chồng anh ai dám thử? Đương nhiên là vợ tao. Vợ là vợ thương chồng, vợ nể chồng, cho nên là vợ muốn chồng làm trước. Ủa sao kỳ vậy, có sao đâu, vợ chồng mà ai trước cũng được, vợ lên trước đi. Nhưng mà chồng cứ làm trước đi rồi tới vợ. À vậy à, thôi được rồi, theo cái lời vợ tao. Cũng vợ mà. Ừ, lo tao gì? Sẽ lên trước. Ủa vậy chưa chồng mà sao âm thanh dữ vậy ta? Cái giọng bị mát rồi nè. Ta thử lại. Mày cười giả mà về luôn đi. À vậy hả?
Thôi được rồi, ta đã xong rồi, vợ, thử đi vợ. Đau, đau bụng chồng ơi. Làm sao? Bây giờ có đau bụng như thế nào cũng phải thử. Đúng rồi. Sao đổ mồ hôi quá vậy? Chẳng em đổ mồ hôi đó cơ. Thế thì thử đi vợ. Thử thôi, có gì đâu sợ. Không sợ. Sao mặt xanh chành vậy? Xanh đâu, tại nãy nó quên đánh má hồng. À. Rồi, thử nghe. Cầm mẹ ơi, chồng nó ra chưa? Sao vậy? Đã nói rồi đừng bao giờ mua đồ cho vợ. Nó nói cái áo giả mà cứ có mua à. Chồng biết rồi, mày muốn mua áo xịn xịn cho vợ nghe. Rồi, ai trọng tài bước ra đây. Rồi bây giờ vậy. Bên của Thạch Sùng đã có cái dòng càng khôn. Còn bên đại giấy vào có cái gì? Có sao không có? Có cái một gì? Bụi bối rất là lợi hại. Đó chính là sợi dây thần cái à, trôi qua. Ê, sao hay vậy? Mày rõ đồng pin mày lố quá mày. Mày trộn mà mày lộ liễu à. Đây nó phát hiện à. Nhưng mà đây sợi dây thần kỳ thật sự. Không, à, thần kỳ à. Được là mình thắt cổ mình chết luôn thắt à. Cổ mày à, thắt cổ mày chết á. Mày không có đây là sợi dây kéo co. Nếu mà ai nắm trong tay sợi dây này thì người đó có sức mạnh vô biên. Sẽ chấp hết, tin không? Không tin mày. Không tin thì thử đi. Rồi thử đi. Qua đây. Nắm à, kéo cho nó căng ra. Rồi. Tôi ở đâu? Qua bên kia luôn. Tay đâu nắm kéo. Ơ à, mọi người vô. Động viên. Dạ, làm trọng tài đi. Đóng trọng tay ra. Một hai ba, ba. Yeah. Đó, chồng thua rồi đó. Tụi em cắm đầu luôn vậy. À, sao lại kỳ như vậy hả? Thần kỳ chỗ nào? À, ta nhớ rồi, thần kỳ ở chỗ là sợi dây chỉ có tác dụng đối phụ nữ thôi. Là vợ đó. Phải rồi, vô thử đi vợ. Chắc chồng bên đó luôn. À, cam. Chuẩn bị đi nè. Rồi chưa vợ? Rồi. Ráng lên vợ ơi. Một hai ba. Rồi. Thần kỳ chỗ nào? Thần kỳ ở chỗ là bây giờ một mình thằng này chấp nguyên đám mình mới thần kỳ. Rồi, à. Tao chấp hết nè, qua kia. Chuẩn bị nha. Lần này, ông thua chắc. Một hai ba. Bây giờ tôi tính đi nè. Có nghĩa là đầu tiên là bà bỏ ra 30% sức thôi. Tôi là tôi bỏ ra 20%. Còn ông á, ông là cái chiêu cuối cùng là ông mới dùng tới 100% sức lực. Cái chiến thuật của mình đó là vậy. Giờ người ta đây tính chiến thuật mà. Chiến thuật đầu bài thua rồi. Ta đang bàn chiến thuật mà vô kéo chi cho nhanh vậy. Phải phụ làm đi chứ. Thần kỳ chỗ nào? Thần kỳ là nếu đông mới thắng được, một mình nó là thua đó. À đúng rồi, thần kỳ vậy á. Nó đơn giản á. Trời ơi, cái báo giật gì kỳ cục vậy trời. Thôi bây giờ làm sao, còn gì để đấu tiếp nữa không? Thôi được rồi, bây giờ tôi quyết định như nè. Tôi sẽ ra đề. Bởi vì sao? Bên Thạch Sùng thì quá giàu, cái gì cũng có. Bên Đại Gia giàu, cái gì cũng có. Còn tôi có một món, tôi đảm bảo hai nhà không ai có hết. Món gì? Đó chính là cái mẻ kho. Đây. Mày đưa tao cầm sao? Mày ra trước mày thị phạm luôn đi chứ. Rồi. Rồi, cái mẻ kho đặt ở dưới đây nè. Đó. Mày nói nghĩ đi. Mày rảnh lắm à. Thì mày đứng ra đi, ông tách ra đi. Ông nói mày làm à, mày buông chi rồi mày không làm được à. Mày cũng khoái ơn tao lắm. Đây là cái mẻ kho đặt ở đây. Tôi đếm 1, 2, 3. Ai mà người cầm nó đầu tiên thì nhà đó chắc chắn sẽ thắng. Vô. Chồng lấy đi. Thế hay là đi giật con hồn? Cái gì vậy? Ta là con hồn mà nhà nhà cũng phải tàn nửa cây mới giật. Nó chưa nói. Nó có chữ chiến thắng, mày gần cái chữ thắng là tụi bắt đầu rồi. Ta phải đến 1, 2, 3 rồi mới giật chứ. Thí sinh mệt rồi nghe. Để khoan. Tao bảo mệt rồi đó. Mệt chứ. Đà mày nói chữ bắt đầu để tao nghe tao lấy nè. Kéo kéo hơi lên từ từ. Từ từ trời ơi. Xong. Đó. Ê. Mày nói chữ bắt đầu chưa? Mày chưa nói hả? Sao mày chưa nói mày ơi? Đó rồi, bà lẳng tay đó. Thôi, lỗ tay bà điếc rồi, bà lẳng tay bà không nghe nó nói rồi. Ê, mày nói vậy là mày bậy rồi đó. Bậy gì? Mày nhỏ mà mày nói tao điếc là mày hổn á. Nhỏ gì bà, con đâu có râu bằng tôi đâu mà nói tôi nhỏ bằng bà. Ủa tao trời trời đàn bà mà tao có râu gì? Râu gì? Cạp nát bà giờ mà tin không? Cạp cái gì thì đúng rồi, cái hầm mỏ của mày nhìn mày cạp tao là phải rồi. Nè, mày muốn ăn nó hàm hồ nha. Tao tưởng bà hàm hương hắn nói hàm hồ vừa thôi. Nói hàm hồ chứ đâu bằng hàm răng hô của mày. Tao nói cho mày biết nha, mày không có nghe người ta nói hả? Công
cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Dù gì mày cũng coi tao là mẹ của mày chứ. Ủa? Nè, bà đẻ hay nào đó tôi con của bà ta nè. Nè, không có chuyện mà nữa. Bà không lấy nhìn mặt cái không nè. Không nè, không nhìn mặt nữa nha. Nè, tôi sợ là bà. Mày ơi, tôi không nhìn mặt nữa. Tôi luôn không nhìn mặt bà nữa nha. Nè, nghe đi, lên đi. Lên đây chửi lại từ đầu ra một. Từ đầu gì nè. Bà đó, cái đứa không có bằng cấp gì hết, chửi lộn người ta. Bằng cấp loại của mày là cái loại vô học á. Không, tao là 8 tuổi. Đừng có vô cô đã nha. Tao thắng. Ủa gì kì vậy? Hay quá, dạ tôi thắng rồi. Vậy là ông đã thua rồi nha. Không, tao không thua. Tao không thể mất hết tài sản được. Tao không thua. Tao phải là người chiến thắng. Đây nè cái gì vậy? Cái mẹ con của người ta mà tự nhiên giật. Tao mới là người chiến thắng. Tao phải có được cái mẹ kho. Tao không thể mất được tất cả. Tao là người chiến thắng. Cuối cùng Thạch Sùng cũng là người chiến thắng. Ý hình như nó biến thành Thạch Sùng rồi. Ý nó biến thành Thạch Sùng rồi. Sao vậy? Tại sao Thạch Sùng có mẹ kho, có tất cả mà vẫn mới biến thành Thạch Sùng? Ông có tất cả mọi thứ, nhưng mà một điều cơ bản nhất ông không bao giờ có được. Tư duy. Đó chính là tình yêu thương của tất cả mọi người. Tình yêu thương. Thương tôi đi. Thương tôi đi. Đi thôi Trời ơi. Thương tôi đi. Thì chưa nghĩ chắc từ một đứa bé cũng biết cái chi tiết ngày hôm nay em làm trong cái kịch bản này, chị lại thấy thú vị nhất là cái phần em bán gạo á, mà em bán theo cái thứ họ làm cho chị cảm thấy nó vui, thấy nó hay, cho nên là không có thấy được cái sự mà em ác tâm. Thành ra là khi mà em bị trả báo á, nó tội quá. Nếu mà vậy đó thì em với chị Lê Giang phải là biến thành hai cái gì đó mà nó phải chửi nhau luôn mới được, tại vì chị Lê Giang cái dữ quá. Hiểu không? Tới nỗi mà chị hào hứng tới mức nỗi mà chị lên tới đây luôn, chị còn kêu quất luôn đi chế. Có nghĩa là chị Lê Giang chị cuồn cuộn cái lửa. Thì bên đặc cạnh đó chị lại sợ cho dữ á. Có nghĩa là khi em đơn thân độc mã mà không có dính đến cái chuyện mà xảo ngôn của em, dùng tính từ ngữ nhiều của em, dính về cái phần kỹ thuật biểu diễn nhiều một chút, thì Minh Dự sẽ bị né, bị chờ chị Giang. Tại vì chị Lê Giang, chị diễn sân khấu rất là lâu, chị diễn kịch dài cho nên kinh nghiệm chị rất là nhiều. Chị hỗ trợ cho em mà, thì cho chị vô cái nào đó mà chị có thể phô một chút xíu cái giọng về cải lương của chị ha, có thể chị đối đáp lại để chị không phải đeo cái vòng đó để em thua chặn một. Ai cũng biết cái mẻ kho là của cái tích này rồi, thì em phải làm cho cái sự bất ngờ, chứ em lại đi đúng theo cái trình tự như vậy. Thí dụ như là em nhờ Lâm hay là anh Hương, em cũng phải có cái hướng của em. Chứ còn nếu mà em lép hơn người ta đó thì cái da em sẽ bị lép. Em bị đàn áp quá, không có thấy em ác.
không có thấy em keo kiệt. Cái dạng thạch sùng này là keo kiệt. Ác thì không ác lắm nhưng mà phải keo kiệt. Hồi nãy cái lớp sau rồi hoàn toàn không thấy gì hết. Làm sao em xoay trở được cái tình huống em thấy mạnh hơn thì em mới thành công được. Ngày hôm nay thì anh đã thấy được một Minh Dự rất là bình tĩnh. Dự đã có một cái sự chủ động ở bản thân mình rồi. Và ngày hôm nay khi mà Dự xuất hiện với một cái phong thái như vậy thì anh đã tin rằng là Dự đã lấy lại được cái sự an nhiên cho mình khi bước lên sân khấu này. Không cần phải quá áp lực một cái vấn đề gì cả. Cứ thoải mái và thể hiện hết tất cả những gì mình có. Và cái vòng này cũng là cái vòng mà Dự cũng có từng tâm sự với anh là Dự không muốn bản thân mình phải đóng khung. Dự muốn thử thách mình ở trong cái vai Thạch Sùng và thể hiện một cái vai phản diện một cách đậm nhất có thể. Có nhiều thứ xảy ra trên sân khấu mà mình cũng không thể nào lường trước được. Nhưng đối với anh thì Dự đã lấy lại cái sự tự tin của mình trong cái tiểu phẩm này. Giống như chị Việt Hương từng nói là em đã từng hoang mang với những kịch bản khác. Và với kịch bản này chị thấy được cái sự chấp nhận hết của em. Đây cũng là một cái điều rất hay của diễn viên khi mà bước lên sân khấu. Bởi vì mình chấp nhận hết rủi ro. Đây là một cái gọi là bản lĩnh. Và cái bản lĩnh này em phải phát huy để mà mình có thể tốt hơn. Dự phải tự tin hơn, em làm được hết á. Chúc mừng em. Xin cảm ơn những lời nhận xét của hai vị giám khảo và diễn viên cố vấn. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi sẽ công bố số điểm của thí sinh cao nhất. Giám khảo Việt Hương 10, giám khảo Bảo Trung 10, tổng điểm là 20. Xin được chúc mừng thí sinh Hồng Thành. Và còn lại hai số điểm. Một thí sinh có số điểm 19,25 là điểm tổng. Và một thí sinh có số điểm tổng là 17,25. Vậy thì Lâm Thắng và Minh Dự, ai sẽ là người dừng cuộc chơi? Số điểm tổng 19,25 sẽ thuộc về thí sinh Lâm Thắng. Xin chúc mừng thí sinh Lâm Thắng. Minh Dự, bạn đã rất xuất sắc khi mình tham gia cuộc chơi này. Về mình đi. Xin được cảm ơn thí sinh Minh Dự. Cảm ơn Hồng Thanh. Cảm ơn Lâm Thắng. Ngày xưa, trên một hòn đảo kia, nơi tộc người cổ đại sinh sống, cuộc sống của họ rất bình yên và hạnh phúc. Cho đến một ngày, những kẻ lạ mặt xuất hiện. Chúng độc ác, xấu xa, đến xâm chiếm hòn đảo, khiến cho cây lá, cỏ hoa, rạn vật trên hòn đảo trở nên điêu tàn. Nhưng đâu đó vẫn còn một vị tộc trưởng oai hùng lắm liệt, tư duy cao siêu, đức độ ngập trời, sẵn sàng đứng lên để bảo vệ bộ lạc của mình. Hỡi cái thần dân của ta, ta nguyện hy sinh tấm thân này để bảo vệ cho các ngươi. Dạ. Ê, mày là tộc trưởng hay tao là tộc trưởng của mày hả? Mày bận đồ với ông nội tao vậy đó. Mày nghĩ sao là tộc trưởng của tao bận đồ với ăn mày, bận đồ đẹp dữ vậy mày? Dạ đâu có đâu. Ha? Phu nhân của ta đâu rồi? Mình ơi, ta ra lệnh cho mình để triệu tập mọi người để cùng nhau bằng cái kháng địch. Mình đã kêu mọi người lại tới đây hết chưa? Thiếp kêu rồi. Bao nhiêu người? Ba người. Cái gì? Ủa, bộ tộc tới 300 anh em mà siêu có 3 người hả? Anh nấp hết trơn rồi. Sao không kêu ra đây? Thì anh nói bây giờ là đánh cũng được đó, với điều kiện là cảnh 50, cảnh 50. Trời ơi. Ta nói cho em nghe nè, nếu như mà chúng ta không đoàn kết thì không thể nào bảo vệ được hòn đảo này, em hiểu không? Thiếp hiểu. Hòn đảo này nằm tách biệt với thế giới bên ngoài, bố bề là biển. Ta sẽ dụ bọn người lạ mặt lên đây, sau đó nổi lửa lên đốt hòn đảo này. Lúc đó bọn nó sẽ chạy đi đâu? Đúng vậy, mình đốt cái hòn đảo này, bọn cướp sẽ chạy đi đâu? Ừ. Chúng sẽ chạy đi đâu? Đúng. Rồi mình chạy đi đâu? Trời vậy nè, cách này không được, cách kia cũng không được. Ta nói thiệt với nàng, ta không có cách nào để bỏ về hòn đảo này. Thôi bây giờ dân đảo cho họ luôn cho rồi, chứ làm ăn cái gì? Năm xưa trước khi chúa Tải chết có để lại một phương thuốc kỳ diệu cho tộc trưởng, nhớ chưa? Nhờ ngươi nhắc ta lại nhớ về cái phương thuốc kỳ diệu đó. Chị mau lấy ra đi chàng. Là phương thuốc kỳ diệu. Vậy là chúng ta được cứu rồi. Hay quá chàng ơi. Đây là những ký tự cổ xưa ông cha ta đã để lại.
Nhưng ta không biết nó giết và ám chỉ điều gì. Ta suy nghĩ mấy chục năm nay rồi vẫn suy nghĩ không ra. Hay bây giờ không biết làm sao bây giờ. Không biết ai có thể giúp ta giải mã những cái tự bí mật này nè. Có cách thưa tộc trưởng. Ai? Tên tù binh nhóc. Còn chờ gì nữa, kêu tên tù binh ra đây, nhanh lên. Dạ. Mày có bị điên không mày? Tao kêu mày dắt tên tù binh ra, cổng ba mày ra đây làm cái gì? Tên tù binh đâu? Ủa sao dài dữ vậy? Bữa hồi đợt nó bắt lâu lâu đâu có dài dữ vậy đâu. À đây nè, nhốt mấy mươi năm rồi thì phải già thì phải có râu chứ. Trời ơi. Ủa, nói vậy là gửi lời tới tù binh năm xưa mà ta đã giam cầm đó à? Phải. Nè, bây giờ có chuyện gấp lắm cần ngươi giúp. Ta hỏi ngươi, ngươi có nhớ gia đình của ngươi không? Nhớ. Ngươi giúp ta một chuyện, giải những ký tự cổ xưa này. Nếu giúp ta được, ta sẽ cho ngươi về đoàn tụ với gia đình của ngươi. Này, được không? Đi. Được. Ăn. Ta sẽ giúp cho. Ê, nhìn như ông bụt của mày ha, nhìn sợ ghê luôn á. Đi chang luôn á. Đây nè, đọc, giải thích cho ta, nó ghi cái gì, ám chỉ điều gì? Đây là muối. Ở trong nước biển có muối. Nước biển có muối hả? Trời ơi, nãy giờ không nói. Em, đi gánh anh hai thùng muối vô đây lại lên. Dạ. Mà em nhớ ra rồi. Bây giờ cái bọn làm mặt cái dây kính cái nơi này, em mà bước ra, chúng bắn em quéo giới tính. Trời ơi, giới tính của vợ ta đã lộn xộn lắm rồi. Bây giờ quéo nữa không ai nhìn ra vợ ta. Bây giờ có cách nào khác mà bây giờ không cần ra biển mà có muối được không? Trong mồ hôi đó. Ủa, trong mồ hôi của ta có muối hả? Ừ. Ủa, nhưng mà cái gì nó làm sao? Nó mặn mặn. Nhưng mà giờ lấy cái hàng gì trời ơi. Đúng rồi. Bây giờ lấy mồ hôi, lấy của ổng đi. Lấy của ổng đi. Đúng mày. Người sống lâu không năm được. Như vậy mồ hôi của người chắc chắn là chất lượng lắm. Bà bán rồi đây. Hết thời gian rồi. Nhanh lên. Giải hết rồi đây. À, bay đâu? Nổi lửa lên. Xong. Xong chưa? Xong thưa tộc trưởng. Xong chưa? Xong. Đưa cho ta. Trời. Nàng há miệng ra. Ê, giống nước dừa ta. Nó có cái gì ngọt ngọt á tộc trưởng. Cha già, đi ra đây. Gạt tôi phải không? Sao ông nói là muối, là mặn mà thấy tôi uống vô ngọt là sao? Ta nói nhà ngươi đừng có lấy mồ hôi của ta. Tại sao không lấy? Ta bị bệnh tiểu đường. Trời đất ơi. Trời ơi, chết rồi tộc trưởng ơi. Địch tới nơi mà bây giờ ba đứa mình còn bị bệnh tiểu đường nữa làm sao mà hả? Bây giờ mày đâu? Bao dây chỗ này lại cho ta. Chết rồi, tới rồi. Núp đi, núp đi. Núp đi. Ê, nhỏ này dự event hay cái gì hả mày ơi? Ai vậy? Bay đâu? Hãy đợi lệnh của ta. Khi nào ta ra lệnh thì bắn. Nó ghê quá. Cái wow. Gì mà ghê vậy? Trời ơi. Chỗ này thật là đẹp. Wow. Khung cảnh thật là hữu tình. Và ta sẽ biến nơi này thành một khu du lịch sinh thái. Nghe cũng được đó chứ. Và đặc biệt là sẽ giam cầm những con động vật xấu xí đằng sau. Ê! Ê mày! Nói động vật mày hả mày? Mày yên gái thiệt muốn nói gì đâu mày? Mày có chơi tao mày? Khu máu nhỏng bên luôn là mày. Quỷ trên mặt của đi mày. Mày xấu dữ thần lắm. Xấu mà xấu âm kỳ đi ngục. Xấu lục đục da can. Xấu tiêu tăng lịch sử. Xấu không kiên cử ngày giờ. Xấu bơ phờ thành thị. Xấu miệt thị nông thôn. Xấu quỷ thần ôn phải xa lánh hả mày? Mày hàm hồ đi. Mày tưởng mày hàm hương còn hàm lửa. Hiện giờ trên đây chỉ có thảm mặt của ba người thôi. Ngươi muốn chiếm rất là dễ dàng rồi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng nghĩ có sức mạnh mà lên mặt. Bọn ngươi không xứng đáng để cai trị cái đảo này đâu. Ngươi nghĩ là với sức mạnh của ngươi thì ngươi có thể cai quản cái đảo này được sao? Đương nhiên. Nếu như ngươi muốn cai quản hòn đảo này thì hãy cùng ta chơi một trò chơi. Được, chơi trò chơi chứ gì? Nếu như ta thắng thì ngươi phải giao hòn đảo này lại cho ta. Còn nếu như ta thua thì ta sẽ đi. Được. À, ý ngươi nói là chúng ta thách đố với nhau chứ gì? Đúng vậy. Hãy nghe câu đố của ta. Đây là một câu đố cực kỳ phức tạp. Câu đố
về tâm sinh lý. Ta hỏi ngươi, ta có mê ngươi không? Mê. Trời ơi, con điên. Trời, mày sai rồi, mày ảo tưởng đó mày ơi. Mày sai rồi, mày xấu với ai yêu? Chàng trả lời đi chàng. Mê. Ngươi bị cái gì vậy? Suy sụp. Vậy là ngươi đã thua ta 1-0. Trời ơi, con này khó quá là. Bây giờ sẽ tới lượt ta đố ngươi. Hãy nghe rõ câu hỏi đây. Ta cho con Lan một cục kẹo, cho thằng Thành một cục kẹo. Hỏi tụi nó có bao nhiêu cục kẹo? Bốn cục kẹo. Bị cái gì vậy? Suy sụp. Ngươi đã thua ta rồi. Cái nội chuyện cái gì kệ vậy? Thì có bằng hai thôi. Tại nó sao hai được với hai ngón thì bốn cái mấy. Bây giờ ngươi phải giao hòn đảo này lại cho ta. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Ngươi làm sao đấy? Đem tên tù binh ra đây cho ta. Tên tù binh ra đây. Dạ, 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 dạ. Ông nội. Hả? Con. Nội. Con đã tìm được nội rồi. Ừ. Đi về thôi nội. Ê, sao có mối quan hệ huyết thống đâu đây kỳ vậy mày? Ta nói cho ngươi biết, thật ra mục đích hôm nay ta lên hòn đảo này chỉ là muốn giải cứu ông nội ta thôi. Ngày xưa mấy chục năm trước, ông nội ta đi khám bệnh đã đi lạc vào hòn đảo này và đã bị ngươi bắt giữ. Cho nên hôm nay ta tìm mọi cách để đến đây để cứu lấy ông nội của ta. Thật ra với hòn đảo xinh đẹp như thế này thì ta làm sao có thể phá chúng đi và biến thành một khu du lịch được chứ. Bởi vậy ta sẽ trả nó lại cho ngươi. Ủa? Bây giờ ông nội, mình đi về thôi ông nội. Con đã chuẩn bị cho ông nội một vài chiếc du thuyền ở ngoài rồi. Mình về nha nội. Giờ chàng thấy chưa? Sáng con mắt ra chưa? Hả? Những tình cảnh như vậy còn ai bên cạnh chàng không? Hay là chỉ có thiếp? Trẻ thằng ngu này, nhìn kỹ lại đi. Lúc nào cũng ngồi đó trông chờ cái gì đó là muối muối là phương thuốc kỳ diệu hả? Thiếp nói chàng bao nhiêu lần rồi, chàng đâu có tin. Muối cái dụng ý đơn giản đây cha chàng để lại á. Muối là mồ hôi nước mắt, là lao động, là cua cẩm cài bừa trồng trọt chăn nuôi. Phải lao động, lao động mới giữ được những gì mà mình đang có. Đến bao giờ mới nhận ra hả chàng? Khi những phép màu bề trên đưa xuống cho mình hả? Phép màu ở trong bản thân của chàng đó, chàng biết chưa? Rồi bây giờ mất hết tất cả, thất bại, còn bị bệnh tiểu đường nữa. Cá không ăn muối cá ương. Con cãi cha mẹ là trăm đường con hư. Tôi hiểu rồi. Hôm nay hoa hậu của bức tranh này là em Minh Dự. Em xấu đẳng cấp. Ở hôm nay La Thành duyên dáng thông minh, làm cái cột giữ được cho cái sườn rất là tốt. Mọi thứ nó đều rất là chỉnh chu. Thiếu chút xíu sự bùng nổ thôi. Vì theo như cái độ của La Thành nha, cái quái của anh ta cộng với lại cái xấu cường độ mà áp suất nó tăng theo cái duyên của cái cô hoa hậu đó trong lòng tôi. Với những cái duyên như thế này thì nếu mà tụi em tập luyện hoàn toàn kể như là như những nhóm khác thì hôm nay là đêm bùng nổ của tụi em. Tôi vẫn yêu các bạn, từ các bạn quá duyên. Nguyên tiết mục của nhóm Dí Dỏm là Trinh cười từ đầu tới cuối. Còn bác ơi, bác diễn duyên quá. Con không biết là bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 78. 78 tuổi rồi. Wow. Những cái lời nói của bác rất là chân chất, rất là mộc mạc nhưng mà vẫn khiến con cười. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì chúng tôi đang chờ điểm số từ phía giám khảo. Nghệ sĩ Việt Hương 9.5. Nghệ sĩ Trấn Thành 9.5. Nè thằng trai già kia, tôi cầm micro nói lớn thẳng vô lỗ tai cho chàng nghe nè. Nghĩ sao vậy? Tết nhất phải đặt bước ra áo đỏ pháo hồng, coi chừng pháo nổ ruột thòng tới chân. Hay quá. Ông năm, ông năm, ông năm, ông năm. Nè nè thằng trai mập, nói cho mập nghe, mới vô mà thơ đã rần rần, mà trong câu chữ có phần kém sang. Thà tôi chết giữa rình rang còn hơn chết bởi mỡ tràn thần kinh. Quá hay. Ông tư, ông tư, ông tư, ông tư. Ủa, ê, mày làm gì mà mày kéo tao qua nhà ông Năm vậy? Trời ơi, không nhớ tháng trước nhà ông Năm trúng số hả?
Ồ ha. Dạ đó, bây giờ ông Năm phát từ thiện, muốn cái gì cũng được cái đó, bây giờ có ba đứa mình là xin được gì xin liền đi. Không có nói ai hết nha chú. Không nói hết. Giờ kêu ông Năm nha. Ông Năm, ông Năm, ông Năm, ông Năm, ông Năm, ông Năm. Nhân dịp năm mới, xin chúc bà con năm mới an khang vui vẻ. Dù thất bại hay thành công, dù ăn tiệc hay đang ở nhà, dù là già hay là trẻ, dù là rồng hay là tôm, hay uống trà đá, dù hút thuốc lá hay là không, dù lông bông tay đi bộ, dù bóng lộ hay bóng đèn, dù là hèn hay là sen, thì năm mới sung sướng. Xin chúc quý vị cầu phước được phước, cầu tài được tài, trăm năm hạnh phúc và vạn sự như ý. Nguyên làng có ba con năm chúc ai dưới? Chúc bà con hàng xóm. Không có ba đứa con hả? Nè ba đứa con đừng nói nhiều. Quà quà ba đứa con thôi nha. Nè ba bé bùm bê. Nghe nói là ba bé trong xóm là nghèo nhất đúng không? Dạ, dạ nghèo. Tết năm nay ông Năm trúng số. Ông Năm ăn Tết lớn sẽ tặng quà luôn cho ba đứa. Dạ. Đem quà ra đây. Quà có ba đứa mình thôi. Xong hàng. Tặng cho con. Tặng cho con. Tặng luôn cho con. Ôi. Vô đây đi nào. Năm trăm cái bánh tét. Wow. 500 cái áo mới. 501 cái hộp bình lộn. Năm giải trường nào mới được lãnh? Năm sau lãnh. Trời ơi, kỳ quá à. Ông Năm vừa phải thôi, trời ơi, gì kỳ quá, trúng số mà có cái vậy không mà không có hiện vật gì trơn á. Kỳ cục quá à, ông Năm kỳ quá à. Làm gì la dữ vậy hả? Trời đất ơi, nói bà con nghe nè, cái dòng mà mới phất lên vào đó là màu chứ không có đồ đâu cho, đâu có được như tôi. Nè thằng trai già kia, tôi cầm micro nói lớn thẳng vô lỗ tai cho cha nghe nè. Nghĩ sao vậy? Tết nhất phải đặt bước ra áo đỏ pháo hồng, coi chừng pháo nổ ruột thòng tới chân. Hay quá. Ông Năm, ông Năm, ông Năm, ông Năm. Nè nè cha mập, nói cha mập nghe, mới vô mà thơ đã rần rần, mà trong câu chữ có phần kém sang, thà tôi chết giữa rình rang còn hơn chết bởi mỡ tràn thần kinh. Quá hay. Ông Tư, ông Tư, ông Tư, ông Tư. Nói ra thật bất thình lình, làm thơ một cái đứng hình luôn ta. Miệng mồm thì rất điêu hoa, răng dư lợi thiếu chìa ra bên ngoài. Quá hay. Ông Năm, ông Năm, ông Năm, ông Năm. Ba cái con cúp đế tăng động. Nghe ông Tư nói lại nè. Nè ông Mập, răng càng nhiều à sống càng dai, đỡ hơn kiếp lợn đầu thai có ngày. Ở không đứng đó nói hoài, tự nhiên giao thừa Tết đến rồi không dọn đồ để cúng ông bà. Đi 23 tháng chạp đó ông Táo về, xong hôm 9 đón ông bà về cúng, cầu nguyện cả năm mình ăn lành. Giữ qua giữ lại chắc cả năm ăn lành chứ không. Mệt chưa? Chưa có mệt mà bí văn tạm thời ngưng thôi. Trời ơi. Tưởng gì? Nè, nói cho mày biết, năm nay nhà tao ăn Tết lớn, tao trúng số, tao lì xì tất cả bà con ở đây, mỗi người 50 ngàn. Trời, 50 ngàn. Bà con qua đây, ông Tư này lì xì cho mỗi người 100 ngàn. 500, 500. 700. 1 triệu, 1 triệu. 10 triệu. 15 triệu. 16 triệu. 17 triệu. 18 triệu. 19 triệu. 20 triệu. Lên giá quá trời mà sao đứng yên không chịu chạy vậy? Dốt giá đi. Rồi. Được.
chốt giá. Hồi nãy ông 20 triệu chứ gì? Đúng. Tôi 21 triệu. Ồ, 21 triệu. Nè, ông 21 triệu hả ông Năm? Tôi chốt giá chơi lớn luôn ra 30 triệu. Ôi, ông Tư, 30 triệu? 30 triệu là lớn lắm luôn á. Trời, con không biết. Ổng đang cái cơn mà cương tiền, con hiểu không? Bây giờ thí dụ mà đưa 30, ổng cứ lên 31, 32, lúc đó mình nhường ổng mình đâu có tốn tiền. Hay quá. Ông Năm, đừng có lặng mì quá. Tôi là 30, ông bi nhiêu? Lên. Lên. Bi nhiêu? Lên. Lên. Bi nhiêu? Lên. Lên. Bi nhiêu? Tôi thua. Nhiêu? Mời ông trả. Trời ơi, làng này 100 người, mỗi người 30 triệu là bao nhiêu? 3 tỷ. Thôi, ủa mắc cười quá à, 3 tỷ bạc thôi mà, đâu có lớn lao gì đâu. Người lớn nói là làm, trừ khi nào mà mình bị tai nạn mất luôn trí nhớ, không thực hiện lời hứa của mình thôi, hiểu không? Không có bao giờ mà... Ủa? Tư. Tôi là ai vậy? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì đây vậy? Còn năm. Thật là sắp đặt. Sao? Nè, ông mất trí nhớ hả? Mà không nhớ gì hết. Ông còn nhớ vụ 3 tỷ không? 3 tỷ là cái gì? Ông còn nhớ nhà này có ai không? Nhà thằng nào con nào ai biết? Vô nhà nó ở. Nhớ rồi. Nhớ là tôi thứ năm ở kế bên nhà ông. Đang nói cái gì mà mấy tỷ nè. Nhớ chưa? Nhớ. Chắc chưa? Nhớ hết rồi. 3 tỷ. Mất trí nhớ nữa rồi. Mất cái nhớ tạm thời sao không nhớ gì. Thôi được rồi, đủ rồi. Trời ơi, ai không biết ông này là ông Tư Kẹo. Ông Kẹo ông mới giàu. Bà đặt 2.000 cũng cho, bà đặt cho 2 tỷ. Nhờ tôi tiết kiệm, nhờ keo kiệt vậy mà từ từ giàu lên, của ăn hoài không hết. Còn hơn cái thứ của ông á, mới trúng độc đắc, mà làm phách, tôi dần phá sản của ngài đó. Trời ơi nè, tiền nó trúng độc đắc, tôi lo cho con trai tôi. Năm nay nhà ông Nam ăn tết lớn bởi vì sao? Con trai ông Nam trên Sài Gòn về. Bây giờ như vậy, xíu con trai tôi về, tôi cho bà con mỗi người 1 triệu. Ôi. Con trai tôi trên Sài Gòn, nước mơ làm diễn viên. Một chút xíu nó về đây, bà con làm fan hâm mộ của nó. Tôi cho mỗi người 1 triệu. Khoan, xí. Con đâu biết nó làm gì đâu, tự nhiên fan hâm mộ lần sao. Trời đất ơi. Bây giờ nó chưa nổi tiếng, nó mới bước một chân vô vùng trời nghệ thuật thôi. Bây giờ tụi bay phải làm fan hâm mộ nó. Rồi, bắt đứa một cái. Rồi, vô nha. Giờ tôi rành mấy vụ mướn fan này lắm. Ok. Tôi làm trưởng fan sắp nhỏ cho. Tôi cho ông 3 triệu. Ok. Ok. Bây giờ ví dụ như là cái đấu nhọn nhọn này nha. Đấu nhọn nhọn này là cái vùng trời nghệ thuật nha. À, vùng trời nghệ thuật. Con trai tôi bước vô là la tên nó liền nha. Rồi. Tôi là nó nè. Rồi, ví dụ phải không? Tản ra. Rồi. Bình thường đừng sắp đặt nha. Con trai tôi về. Cù tí. Cái gì? Nhiên Cu Tí, không có diễn viên nào mà tên vậy quê mùa. Không lên Sài Gòn, không có diễn viên nào tên Cu Tí. Diễn viên nào tên Nguyễn Kiều Cẩm Thơ đó bà. Diễn viên tên là phải sang. Nó tên là Lý Hạo Mạnh Quỳnh. À trời ơi, có biết Lý Hạo Mạnh Quỳnh, nhớ chưa? Nhớ rồi, Lý Hạo Mạnh Quỳnh nha. Lý Hạo Mạnh Quỳnh về đây. Dạ, Lý Hạo Mạnh Quỳnh xin kính chào tất cả mọi người. Ủa sao không la tên nữa? Nó chưa bước vô vùng trời nghệ thuật. Con. Dạ, bước lên một bước. Bước lên một bước. Lý Hạo Mạnh Quỳnh, Lý Hạo Mạnh Quỳnh, Lý Hạo Mạnh Quỳnh. Lý Hạo Mạnh Quỳnh, Lý Hạo Mạnh Quỳnh. Ủa, sao không ai kêu tên tôi hết vậy? Người ta đang dùng trời nghệ thuật, ông bước vô thành dùng trời bình yên luôn. Quỳnh á. Trời ơi, bà nhớ con thiệt con ơi. Con cũng nhớ ba nữa. Bà có vui khi thấy con về không? Bà vui lắm, 6 năm trời mày mới về mà. Mà hôm nay nha, không những con về một mình đâu, con còn dắt theo bạn gái của con nữa. Bạn gái? Dạ. Bạn gái? Trời ơi, con trai tôi có bạn gái. Trời ơi. Dạ có. Bạn gái con làm nghề gì? Dạ bạn gái con là ca sĩ, chuyên hát nhạc Obera.
tại bệnh nghề nghiệp, bạn gái lúc nào cũng hát hết trơn á. Bệnh nghề nghiệp hả con? Dạ. Rồi tội nghiệp nhỏ kia bị đè không biết dần sao rồi. Trời ơi, coi đây là ba anh, chào ba đi em. Chào ba. Chắc chữ ba khó nói lắm ha. Thôi chào chú Tư đi em. Chào chú Tư. Con tên gì? Hà Bá. Ai chị, chị, chị. Đàn bà con gái tên Hà Bá gì vậy? Ê, chú Tư. Trời ơi, không có phải, không ai tên Hà Bá. Chứ tên gì? Bạn gái con tên là Hà thôi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hồi nãy tôi hỏi tên gì? Dạ. Chắc nó trả lời là Hà Bá. Mà nó Abira nữa là Hà Bá. Dạ đúng rồi. Ba ơi. Cái gì? Ngày hôm nay con trở về đây. Sao? Con gặp được ba con vui quá à. Trời ơi, ba kêu mày về mà ba phải nhất quyết kêu mày về. Cái con gì? Thắc mắc một điều nha. Cái gì? Trước đó ba đâu có gửi tiền cho con đâu, mà cách đây vài tháng ba gửi cho con một số tiền thiệt là lớn. Ba còn kêu con là sắm sửa quần áo này nọ đi. Để chi vậy ba? Ủa mà đâu ra số tiền đó? Trời ơi, ba trúng số độc đắc. Mua tí tu. À có cách rồi, có cách rồi. Em cầm này đi. Dạ đúng rồi. Ê, cái này là cái tai nghe, cái này là cái micro, tự hát nó tự nghe luôn. Trời ơi. Ê, ê con trả. Tao thấy con bé đang cô đơn trong nền nghệ thuật đó. Con ơi con. Dạ. Trời ơi, con lên ba dạy con nào. Trời trời ơi. Bạn gái coi vậy chưa tốt tính lắm. Thôi nói chung là con của ba con thích là được. Hôm bữa ba nghe con nói á, là con ước mơ muốn làm diễn viên. Mà bây giờ có ông đạo diễn nào ở nhờ con quay phim đúng không? Kêu ổng về đây quay phim. Ba cho tiền. Dạ, con có kêu rồi. Kêu rồi đúng không? Mọi người đang đứng ở ngoài đợi á. Kêu ông đạo diễn vô đây. Dạ, kêu vô luôn hả ba? Kêu vô. Dạ. Anh đạo diễn ơi, vô đi anh ơi. Giới thiệu với ba với chú Tư, đây là anh đạo diễn nổi tiếng nhất. À. Đây là người quay phim tài năng nhất. Oh. Anh đạo diễn này đến từ Hollywood. Anh này nữa, anh này mới hay nè. Anh này ảnh đến từ cái đất nước là Goodly Ho. Cái gì? Goodly Ho. Ê ngộ hoang, đứa thấp khớp, đứa ho lao, đồng phim gì bệnh không à? Hey, mấy cái đó là địa danh bên nước ngoài thôi. Ở bên nước ngoài. Trời ơi, tôi nổi tiếng ở bên nước ngoài lắm. Những mối cảnh tôi quay toàn là ở nước ngoài không. À. Ví dụ cảnh ăn cá lóc quay ở Bangkok. Ừ. Ăn thịt kho quay ở Singapore. Ừ. Đặc biệt ăn bánh tét quay ở Bangladesh. Ba cái đâu quay cảnh nước ngoài là bình thường. Cái cảnh đắt nhất mình dành về Việt Nam mình quay. Cảnh gì? Cảnh ăn cá nục. Ở đâu? 18 tầng địa ngục. Ừ. Làm phim mà xạo xạo không. Nào lao không mà mày biết quay phim thiệt không? Thiệt, tôi biết quay phim nhưng mà bây giờ bắt đầu liền chưa? Bắt đầu liền quay. Rồi. Bắt đầu liền. Nhưng mà phải đưa tiền trước cho tôi. Ủa? Đưa tiền hả? Ừ. Bao nhiêu? 200 triệu. Ê, anh ơi anh, cái gì sao mắc vậy? Hôm bữa trên thành phố anh kêu với em có 2-3 triệu mà. Trời ơi, em phải biết một điều á, anh phải đưa cho người ta nữa. Phải lót đường cho người ta, rồi người ta mới đưa sản phẩm của em lên. Cậu. Để bà. Mày quá. Để bà được. Sao? Làm không? Cậu ráng, cậu quay cái phim thật là đẹp. Ừ. Cậu gửi cho nhà sản xuất. Ok. Cho con trai tôi được chọn vai nha cậu. Rồi. Đây. Bài bà mà mắc quá. Bây giờ ở đây có 50 triệu nè. Rồi. Giữ đi. Quay xong tôi đưa thêm. Rồi ok, bây giờ máy xuống xe máy. Ok, xe dạ. máy. Khoan, ai đóng vai người ba? Dạ, ba em đóng vai ba. À, tôi đóng vai ba. Ông đóng vai ba. Ừ, cho ông vai đóng với. Ê, ông này ông bạn tôi, cho ông vai đi. Cũng được, vai phụ thôi nha. Ừ, thì làm vai phụ thôi. Bà bối cảnh gì? Bối cảnh là ở sân bay. Cái cảnh này á, là người ba tiễn người con ra sân bay đi nước ngoài. Ok. Dĩ nhiên chuẩn bị. Rồi. Máy chạy với tôi. Máy chạy. Dĩ. Ông đóng vai gì vậy? Tiếp viên hàng không. Trời ơi. Hãng hàng không Khang Airlines xin kính chào quý khách. Chuyến bay mang mã số B613 di chuyển tới chung kết Cười Xuyên Việt Tiếng Lâu Hỏi 2017 đã sẽ bắt đầu bay vào lúc 5 giờ chiều nay. Xin kính mời quý khách có mặt tại cổng A số 25 vào lúc 4 giờ rưỡi để khởi hành chuyến bay của mình. Bye ba. Chuyến bay của con sắp khởi hành rồi. Con đi nha ba. Quỳnh à, con lên Sài Gòn, con nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ giữ sức khỏe nha con. Dạ. Ba ơi ba, ba làm gì kỳ vậy? Ba hôn con vậy con lớn rồi, người ta nhìn kỳ lắm.
Trời ơi, mày là con của ba mà, mày lên Sài Gòn mấy năm ba nhớ, ba nhớ hơi, mày lắm cho ba hôn một cái nữa. Thôi thôi mẹ, tại ba con muốn đâu, đừng mà. Mày buông con ra coi, đừng. Đi ra. Làm gì vậy? Tự nhiên cái đòi hôn ta. Hai anh đừng nói gì nữa, hai anh đã bị bắt. Ủa ông là ai vậy? Tôi là an ninh sân bay. Trời ơi. Gì vậy ba? Xí đi, cắt đi. Làm gì vậy? Sao dai tùm lum tùm la là gì ba? Thì giao tôi dai quần chúng, tôi phải tự kiếm đất diễn mà tôi được nhiều chứ. Trời ơi. Bây giờ vậy nè. Sao? Có thể nào mình đừng quay kịch bản của anh không? Không quay kịch bản này, quay kịch bản nào? Quay kịch bản gia đình em đi. Là em có kịch bản rồi đúng không? Dạ đúng. Ừ, em là nhà sản xuất, chủ đầu tư mà, muốn làm gì làm. Rồi chuẩn bị chưa? Dạ chuẩn bị. Chuẩn bị đi. Bà ráng giúp con nha. Lần này phải một tết ăn ngay. Nhưng mà ba đâu phải diễn viên đâu, con kêu ba diễn mà biết gì ba diễn. Trời đất ơi, ba đừng có lo. Ba chỉ cần làm những gì mà hàng ngày ba vẫn làm là được. Vậy nha. Hàng ngày tôi làm à? Hàng ngày tôi làm là ba ngồi ba chờ con góc này nè. Vậy ba làm gì đó đi. Rồi. Lúc đó không có tôi về vô. Rồi. Tất cả mọi người chuẩn bị. Máy chạy. Diễn. Tôi nhìn tôi biết liền à. Cứ mỗi lúc mà ông nhớ đó là chiều á, ông lôi mấy bộ đồ của thằng nhỏ từ hồi năm não năm nao đó, nhìn hoài không biết chán à. Tôi nhớ nó. Mà nó lên Sài Gòn lâu quá, giờ không còn mấy bộ đồ này, giờ sao nhớ tới nó giờ. Cái áo sơ mi này nè. Trời đất ơi, hồi năm 18 tuổi nó mua đồ thun mặc nó đâu chịu đâu. Tôi phải mua cái áo sơ mi này cho nó mặc nó mới chịu, nó lớn rồi. Trời đất ơi, thanh niên mà. Tôi mệt ông quá ông Năm ơi. Ông nói con ông bây giờ làm diễn viên nổi tiếng, nó lên Sài Gòn làm diễn viên rồi, nó làm người nổi tiếng, nó phải có thiệt là quần áo mới thiệt nhiều, đẹp, lộng lẫy để nó mặc. Nó đâu cần mấy bộ đồ cũ mềm của ông nữa ông Năm. Ông nói kỳ ông nội. Nó lên Sài Gòn nó không được làm diễn viên nổi tiếng như người ta đâu, nó ước mơ thôi. Tôi nghe kể nó lên nó đóng quần chúng, rồi nó làm vai phụ, cực khổ lắm. Cực khổ gì á? Ông có đứa con trai duy nhất à. Làm gì làm, bao nhiêu mùa Tết trôi qua rồi, nó có về đó thăm ông đâu. Tôi cấm nó về. Mắc gì cấm nhỏ? Nó không có tiền. Nó lo cho nó. Rồi lâu lâu gửi tiền về lo cho tôi nữa. Thôi về đây mắc công lắm. Nó trên Sài Gòn làm ăn đi, có tiền thành công mà về cũng được. Chắc giờ ông mong nó về lắm ha. Ê giọng con này cất lên tao cạn nước mắt luôn á. Ô cậu. Ờ nó diễn được không? Nó diễn hay lắm. Ông giữ cái tiền đi, tôi không lấy tiền. Cậu giữ, cậu lo cho con trai tôi chứ cậu. Thôi không. Bây giờ tiền không có cần lót tay hay gì cho người ta hết. Con không có thực lực, nó tự đi được. Nó giỏi. Nghe người ta nói chưa? Nói ơi, con trai đâu diễn giỏi. Con ơi, người ta khen con diễn giỏi quá con ơi. Con diễn giỏi quá. Bà, hồi nãy con không có diễn. Con lấy tâm lý của một đứa con xa cha mình 6 năm trời, giờ mới trở về. Nếu sau này con có được may mắn, con đứng trên sân khấu hay là đứng trước ống kính, thì con sẽ là một diễn viên. Còn khi về đến nhà, con vẫn mãi là thằng nhóc con của ba thôi. Trời đất ơi! Bà con ơi! Ông Năm năm nay ăn kinh lớn rồi! Bà con trai tôi nó về rồi! Ông Tư! Ông nghe nói vừa là nó nhớ tôi! 6 năm qua là nó chờ tôi nha, chứ không phải mình tôi chờ nữa! Biết rồi! Con tôi về rồi! Tết về với nhà tôi rồi! Đầu má hai thứ tóc rồi! Rồi má đẻ con má ra! Con má vừa vô nôi là má vô hòm. Đau quá đi. Đau quá bác sĩ ơi, cho đè đi bác sĩ. Bác sĩ cho đè đi bác sĩ ơi. Trời ơi, làm cái gì mà đi qua đi lại chóng mặt quá à. Vô đây ngồi nghỉ đi. Em đau bụng em đi cho nó bớt đau. Thì ngồi ở đây đi. Nhức cái đầu à.
Chị. Gì vậy? Chị không đau bụng hả chị? À, đau bụng hả chị? Ủa có bầu bộ cũng đau bụng đấy hả? Ủa sao tôi có bầu mà tôi không có đau, tôi đói mà tôi ăn dữ lắm. Ăn miếng đi, ăn miếng nha. Chắc chị ăn cái thì chị quên đau luôn rồi đó. Mà em hỏi nè, sao bản là ghi là 7 giờ làm việc mà bây giờ 7 giờ rưỡi rồi bác sĩ vẫn chưa có khám vậy chị? Trời ơi đừng có la trời. Ở đây tôi khám nhiều rồi, tôi có kinh nghiệm tôi biết. La quá một chút xíu nữa bà khó lắm nha, bà không khám cho mấy bà đó. Cho mấy bà tới chiều luôn đó. Mà đau muốn chết luôn. À, sao mà không... Trời ơi, để em đứng. Đau quá, trời ơi. Trời ơi, làm mà ồn ào quá vậy. Trời ơi, con chị nó đang đánh tennis trong đây nè. Dạ, trời đất ơi, ai? Ai mới tới đây khám bệnh mà la lối sùm quá chị? Hả? Cũng chị nữa đó, cũng chị đó chị. Trời ơi, tối ngày chị đi khám bệnh mà chị tới chị la lối sùm à. Cái bệnh viện tao một cái chợ hả? Đó, coi đó tới rồi ăn uống hả, như cái nhà hàng hả? Làm gì kỳ cục khó coi quá. Nè, một mình chị á, chị ăn chị xả cả đống rác ra rồi đó. Tôi nói chị hoài à. Trời ơi, có bầu thì lâu lâu người ta đi khám một lần thôi. Bà ngày nào bà cũng đi khám hết, làm sao vậy? Hả? Dạ không có, dạ em đi khám em sợ bị sình bụng, em ăn nhiều quá em sợ sình bụng á. Ủa là giờ bà đi khám sình bụng hay là đi khám thai? Dạ đi khám thai sình bụng. Trời, bây giờ nè, muốn khám phải không? Dạ. Dọn dẹp rác xong rồi ha, đợi đi cuối giờ chiều khám. Mệt quá. Ủa làm sao cô y tá? Là cuối giờ chiều mới được khám. Chiều mới được khám hả? Ừ. Ê, đâu hả? Đi ra ngoài mua đồ ăn thêm, đợi ăn tới chiều vô khám. Bà vô bà xả nữa bà chết với tôi đó nha. Ủa mà bác sĩ sao nói là 7 giờ làm việc mà giờ 7 giờ rưỡi còn chưa khám? Thì tôi ghi làm gì, 7 giờ làm gì? Làm việc. Thì tôi làm việc khác. Việc gì? Trời ơi, nhiều khi tôi dậy nè, tôi phải đánh răng nè, súc miệng nè, rửa mặt nè, trang điểm dặm nền sơ. Trời ơi, chừng nào tôi ghi 7 giờ tôi khám đi rồi nói. Hối quá trời, da chưa kịp trang điểm luôn nè. Cái mặt bác sĩ mà chưa trang điểm đó hả? Mặt này là mặt mộc nha. Trời Phật ơi. Chưa có một tí mỹ phẩm nào trên mặt nha. Trời ơi, bây giờ đau bụng quá. Đau muốn chết luôn, vậy thôi khám cho tôi trước đi. Đau bụng quá trời, cuối giờ chiều khám cho bà kia luôn nha. Trời ơi. Còn chị này, có đau không nói luôn. Dạ em không có đau. Bà không đau bà đi khám bụng chi vậy? Ôi da, trời ơi bác sĩ nói chị vừa nó đau rồi nè. Ôi da. Đau không? Đau chưa? Đau chưa? Đau rồi. Ủa chiều khám luôn. Trời đất ơi. Vậy tới rồi nè. Alo, gà lơ ngơ hả? Anh còn gọi cho heo ngốc nghếch làm gì nữa? Trời ơi, anh nói gì? Anh đừng có nói gì hết trơn á. Anh nói tôi chảnh hả? Xin lỗi anh nha, anh thừa biết tôi là hoa khôi của trường mà. Chắc trường phục hồi nhân phẩm á. Chị này, cái gì? Anh cứ tối ngày dụ tôi bắt Pikachu. Bắt ở đâu không bắt, rủ vô khách sạn bắt. Bắt làm sao giờ nguyên con Pikachu nó lọt ở trong bụng tôi luôn rồi nè. Trời đất ơi, anh tính làm sao thì anh tính đi nha. Anh mà tính không được á, là tôi nghỉ chơi tôi bo xì anh luôn đó. Rồi xong chứ cưng. Hết rồi chị. Hết cái phần độc thoại rồi hả? Ngồi chờ khám, chiều khám luôn đi. Mệt quá. Trời ơi. Ai giờ này mới tới chị? Chạy xe ra ngoài. Trời đất ơi, đi khám bệnh hay là đi đua xe? Xin lỗi chị, xe mới đứt thắng đó chị. Em phải thắng trường hao ngoài cổng vô đây nó mới dừng lại đó chị. Thắng trường hao ngoài cổng rồi hả? Dạ. Thắng trễ chút xíu nữa là lọt mất chiếc xe rồi đó. Đừng có gây lộn với nhau, tụi mình gây lộn với nhau như vậy đó, ba đứa con trong bụng nó cười đó. Nhưng mà nó khó ưa quá chị thấy không? Thôi cầm tiền cho vui đi. Nhỏ này dễ thương lại liền nè. Nó nghe nè, hai chị em đi khám thai á hả? Gì? Nhìn vậy mà chị em, tôi giỡn đỡ cho bà. Tôi tưởng mày bà nội bà không đó. Rồi bây giờ nè, cái chuyện chiếc xe nè. Bây giờ tại sao bãi giữ xe ngoài kia không gửi? Chạy vô đây rồi ai gửi? Hôm nay giờ tôi phải ra, để đó đi, lát chị dẫn vô cho. Trời đất ơi. Sao đâu, để đó đi. Để đi được, không sao đó. Chị ghê vậy trời. Trời ơi chị, cái gì chị cũng làm được anh em. Em ơi, hết chỗ ngồi rồi. Chị tránh hoàng bên đi. Còn mấy bài nữa, có tay có chân không? Đứng dậy hết coi. Em, người ta vô trước, người ta ngồi trước là đúng rồi.
tụi mình vô sao mà đừng có hỗn hỗn người ta quánh từ hô mà thành móm kỳ lắm nha em. Để đó cho chị. Mấy chị ơi, nè, nè, nè. Ê, đồ đạc đó hết trơn rồi. Trời ơi, mấy chị ơi, mấy chị ơi. Mấy chị ơi, nói nghe nè. Lượm được cái giỏ ngoài của ai ngoài đó nè. Coi coi trong đây có gì không? Đồ vậy? Của tôi mấy mẹ nè, đã xấu còn hôi của nữa nha. Nha. Trời đất ơi, à thôi bây giờ trật tự được chứ vậy. Hả? Cái chợ hả? Em ơi, chị khát nước quá em ơi. Khát nước hả? Mua nước chị uống đi. Bây giờ nào không khát gì, đợi giờ đẻ khát vậy trời. Chuẩn bị khám nó khát quá. Trời sao chị ngồi lặt rau ở đây vậy chị? Làm gì vậy? Mấy người muốn làm gì làm đi, chuyện của người ta. Muốn làm cái gì má qua gốc má làm. Chị làm chuyện riêng mà làm cái chánh điện gì chị. Trời đất. Trời ơi. Trời ơi, trời biết còn mới thấy ghét không trời ơi. Cái đầm bãi mặt trùng áo cái nồi lẩu luôn á. Trời ơi à. Quá à. Trời đất ơi. Rồi bây giờ lấy nước uống đi. Ở đợi đi. Đi. Có bầu 9 tháng sắp đẻ có được đi mua nước cho bà nữa. Trời nắng đi cưng. Căng tin lầu mấy vậy chị? Lầu 15 á. Ở đây lầu mấy? Lầu 1. Đi đi thang máy cho lẹ. Bệnh viện làm gì có thang máy. Sao vậy? Bệnh viện nào không có thang máy? Em phải đi bộ 14 lầu hả chị? Đúng rồi, biết sao không? Chị có đề xuất làm thang máy mà 15 năm nay chưa có thang máy luôn em. Trời đất ơi. Đi đi. Em đi bộ 14 lầu mua nước cho bà. Đi đi rồi dễ sanh dễ đẻ. Con ơi mẹ xin lỗi, con mẹ ngu quá. Mong là tới đời con có thang máy. Trời ơi. Sao ổn định trật tự hết chưa? Dạ kính thưa tất cả các chị bầu thân mến. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Đó là kỷ niệm 15 năm ngày thành lập cái bệnh viện này. Và cũng như là 15 năm cái bệnh viện này chưa hề có thang máy. Vì vậy, thay vì đó mỗi ngày chúng ta đến đây bốc số để làm cái gì? Để vô khám bình thường phải không? Thì hôm nay bốc số rồi phải chơi một trò chơi mới được vô khám. Đó là chơi kêu số lô tô. Có nghĩa là bốc số xong mình hát bài hát tương ứng với cái số đó hả? Đúng rồi. Cái bài này chắc hồi xưa bác có làm lô tô nè. Đúng rồi. Rồi, bắt đầu. Mời người đầu tiên, Quỳnh Văn Thịnh. Dạ. Mọi người ơi, em vẫn là heo ngốc nghếch nha mọi người. Kêu lộn rồi, em khám đại chứ em vẫn là heo ngốc nghếch nha. Quỳnh Văn Thịnh. Dạ. Phải em không? Dạ em là heo ngốc nghếch. Dạ. Còn heo ngốc nghếch thì đi về ta khám thú y. Thịnh heo ngốc nghếch. Dạ. Mời bốc số. Số gì ra cờ ra con mấy, con mấy gì ra, mấy gì ra. Búp bê bằng bông biết bay bay bay. Búp bê biết bò biết bắt biết bơi. Búp bê bằng bông bên bằng bướm bướm. Bướm bướm bên bông bò bằng bay bay. Còn số 2. Còn số 2. Còn số 2. Còn số 2. Lần đầu tiên tôi nghe hát nhạc thiếu nhi bằng bolero đó. Hay quá. Công nhận nha. Cưng là một người rất là thông minh. Thế nào con sanh ra cũng thông minh và kháo khỉnh cho coi. Em cảm ơn chị. Rồi. Chị ơi chị nè. Em mua nước xong cho chị nè chị ơi. Nhanh đi cưng để chị khám đó. Rồi. Thịnh ơi, cưng vô đây khám thai phải không? Dạ không có. Em vô đây em phá thai. Trời. Con. Mẹ. Mày nghĩ sao vậy con Nguyễn? Đứa nhỏ trong bụng mày nó chưa có nên hình hài dốc dáng gì hết trơn á. Mày phá nó rồi con. Mày có tình người không vậy con? Rồi mày làm vậy á, thí dụ nhẹ đó thì mày vô sinh. Còn nặng đó mày chịu nghiệp quả báo tới đời sau chưa hết đó con ơi. Thôi bà bình tĩnh lại đi. Con xin lỗi mẹ. Mà mẹ là ai vậy? Mẹ là người đi đường. Giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha. Con có điện thoại nữa nè. Ê. Alo. Chửi anh còn gọi cho mày, tôi làm gì mày, nữa hả? Chửi nó kêu mày phá thai mà chửi cho tao. Anh nghĩ sao tôi bỏ con tôi. Ừ, chửi nó. Tôi bỏ cái mặt của anh á. Đâu? Anh là...
đúng rồi, chửi đâu đây, chị chửi phụ cho. Chửi. Điện thoại của người hết pin là chửi bốn chữ thôi nha. Bốn chữ không? Chửi bốn chữ. Mày là cái đồ à. Chửi đi chửi. Cái đồ dạng sự như ý. Trời ơi lộn. Thấy cái liền tết kìa lộn. Cái đồ con nít có bầu. Trời ơi, con chửi con nữa. Trời ơi. Tao chửi mày xin lỗi. Cái đồ làm nó có bầu. Ừ. Cái đồ ở gì có gì? Giả nhân giả nghĩa. Đồ độc ác. Ê, bà có đi học không? Người ta kêu chửi bốn chữ mà. Đồ độc ác ơi. Trời ơi, đất ơi, gì vậy? Mày nói cái đồ tháng năm rực rỡ. Trời ơi, phim mới coi hôm qua. Bà này sàm vậy. Mày nói cái đồ thành kính phân ưu. Ê, chửi, chửi vậy? Chửi. Cái đồ con chiên dương sao. Trời ơi. Mày ăn không à? Gà khóc chết rồi. Alo. Trời ơi, anh chết chìm trong cái nồi lẩu luôn rồi đó. Trời. Mấy cô ơi, mấy cô bây giờ con biết rồi. Con hứa là con sẽ đẻ đứa nhỏ ra. Con cảm ơn mấy cô mấy chú nhiều nha. Con bắt lòng hai chú. Ở đây ai chú con? Con nói một câu mít lòng cả đám đó con. Con cảm ơn mấy cô. Con về con kiếm gà ngốc nghếch để con xây dựng gia đình. Tạm biệt mấy cô nha. Về đi con, hy vọng là đứa trẻ không giống con nha. Con nhỏ dễ sợ bà y tá. Tội nghiệp ghê. Em ơi, chị dạ. Thác nước quá em ơi. Em đổ rồi. Là em tức của em quăng rồi chị. Thôi đi lấy cho bà ly mới đi. Trời ơi, bị nữa đó hả? Mua chị ly khác đi. Chị y tá căng tin lầu mấy chị? 15. Ở đây lầu 1 đi bộ 14 lầu phải không chị? Sao biết? Cái nào nhục nhục em nhớ rõ lắm chị. Ừ, đi đi. Con ơi, mẹ lại ngu lần nữa. Hy vọng tới đời con có thang máy nghe con. Chị nào có tàu điện ngầm mới có thang máy. Mệt quá à. Mời người tiếp theo. Lâm Quốc Khải. Ê, em được khám rồi. Ủa, ai có chân? Rồi. Anh đau quá, đau quá. Rồi, cho đau thì bóc số lẹ đi. Rồi, Lâm Quốc Khải bóc số. Số gì ra, cờ ra, con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Ba thương con thì con giống mẹ. Mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau, gần nhau là nhớ, xa nhau là cười. Con số 3. Trời ơi, con số 3. Con số 3. Cười cái này số 3. Số 3 rồi hả? Trời ơi, gì mà gia đình gì ngược ngạo vậy? Xa nhau mới cười. Dễ sợ hả? Thích cải lương lắm phải không? Sao biết hay vậy? Trời ơi, nghe nói chuyện vô dây là chị biết liền. Chị cũng thích cải lương lắm đó. Hả? Chẳng hay tiểu thư tên gì? Sơn ca. Sơn ca. Sơn ca ơi em nằm đây. Trời ơi, Sơn ca nó nằm băng ca rồi. Gói trọn tim này. Nó bị đau tim hả? Chờ nghe lời anh ru mộng. Bà bị mộng du đó. Chẳng hay hoàn cảnh gia đình Sơn ca ra sao? Quyền quan ơi thân khai, vợ chồng phòng không chiếc bóng sớm tối quanh hiu chẳng khoai bầu bạn tuổi vẫn đang coi buồn trong canh vắng còn bị vô quan chứa cấp đồ gian bơi người ấm hai em phải làm sao nhờ quan đói thương tên. Ê, có tao không? Rồi đi vô trong liền. Vô luôn. Đẻ luôn. Vô đẻ luôn. Đói thương tình là vô phòng số 9 nha. Trời ơi, rồi. Cứ có người tiếp theo đi, lẹ đi nè. Tiếp đi. Nguyễn Chí Cường. Trời ơi. Tôi á. Gái tên Nguyễn Chí Cường. Trời ơi, bà đi. Lẹ rồi, bóc số. Bóc Nguyễn nè. Chí Cường bóc số. Số gì ra cờ ra con mấy còn mấy gì ra. Mấy gì ra. Con cò bé bé nó đầu cánh tre đi không hỏi mẹ. Ôi biết đi đường ít nào. Còn số sao? Còn số sao? Số sao? Còn số sao? Giỏi quá. Trời ơi,
rồi, răng số 6 rồi. Ừ. Lịch sự đi nha. Hả? Mình đi khám bệnh thì mình phải tháo ra nha. Không lột có được. Tôi có lý do. Lột ra tôi khám. Lột ra đi chị. Thôi lột vô lòng. Đi. Lột ra đi chị ơi. Được. Bộ điên hay gì vậy? Trời ơi bà ngoại. Giống thần linh ơi vậy. Trời ơi. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn để xảy ra chuyện về ra ngoài? 83. Trời ơi. 83 tuổi mà sao để có bầu? Sao vậy? Trời ơi ngoại bị dở kế hoạch con ơi. Trời ơi tôi ghét dễ sợ à. Trời ơi mà đi đâu mà để dính về vậy? Đi họp offline chị Đoan Trang. Trời ơi. Offline. Ừ. Trời ơi đông lắm, Phan chị Đoan Trang đông lắm, không có nhớ. Trời ơi. Nhưng mà phải nhưng mà tại sao ra cái chuyện này? Trong cơn say ta đến bên nhau. Trời ơi ngoại ơi. Nhưng mà phải nhớ mang máng là ai chứ? Không có nhớ, nhưng mà cái mặt hao hao anh Hữu Quốc. Trời ơi. Trời ơi, ngoại gan thiệt luôn á ngoại nha. Chị ơi. Em muốn đẻ chị ơi. Ngoại ngồi đi ngoại. Nước em. Ây da. Bởi vậy á, con nói với ngoại rồi, ngoại lớn tuổi rồi không có được có bầu. Thì ngoại lỡ có bầu rồi con. Không được. Trời. Má. Con. Má nghĩ sao vậy? Lần nào mới lên mới thăm con cũng có chuyện hết trơn rồi. Má nhớ đợt trước mới lên thăm con không? Ta đổ thừa má cắp mấy lít gạo của ta. Trời ơi. Rồi bữa nay mới lên thăm con, rồi mới có bầu. Người ta đổ thừa má ăn cắp tả của người ta nữa. Rồi má nghĩ coi, đầu má hai thứ tóc rồi. Rồi má đẻ con má ra. Con má vừa vô nôi là má vô hòm. Bà nói như vậy mà nghe được hả? Bà có biết bà đang nói chuyện với ai không? À. Bà đang nói chuyện với má của tôi là má chồng của bà đó. Nhưng mà má đẻ ra rồi cái dòng cơ hồ mình bị bôi trò trét trâu hả mình? Thì tôi sẽ nuôi. Con ơi con. Má tin sao? Con ơi má xin lỗi con. Mà con là ai vậy? Con là người đi đường. Giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha. Y tá khỏi hỏi luôn, y tá. Má biết má sai rồi. Má xin lỗi con dâu. Dạ. Má xin lỗi. Tôi con trai bà khỏi đẻ luôn đó. Má xin lỗi con chị em bạn gì. Cảm ơn má. Rồi mời má vô trong luôn nha. Cầm nón vô. Phòng số 10 nha má. Ừ cảm ơn rồi, con. Rồi rồi đi lẹ lẹ má ơi. Trời ơi à rồi. Ui. Ui da. Em 9 tháng 1 ngày. Bác sĩ ơi cho em vô khám lẹ. Rồi Trần Minh Dũng. Cái gì Dũng, Trần Minh Dũng. Trần Minh Dũng là em, Trần. Ủa? Minh Dũng là em. Em là Minh Dũng hả? Dũng. Em Minh Dũng. Trần Minh Dũng bóp số. Số gì ra cờ ra con mấy còn mấy gì ra. Mấy gì ra. Ghé bên Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Anh Đào ơi. Cái tách anh ngưng đi. Em bị khó vô dây anh hiểu không? Trời ơi. Bây giờ mới để em tự hát chai, em tự canh dây em luôn nha. Vô lại đi. Vô. Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nói vui đôi bờ sông Hậu Giang. Sóc Trăng đón chờ nghe lời rao, cô nàng bán bánh ngon mua giùm em bánh bia Vũng Thơm. Vô. Từ chối đành sao lời rao chân thật. Từ chối đành sao vì ngọt đất quê mình. Ơi nhớ thương mình nhiều. Đêm nằm chợt nghe thao thức. Không biết giờ này mình ngủ chưa. Em ngựa ngựa em ghép hai bài giờ không có số nữa chị. Chị nói thiệt hồi nãy em hát bài, hồi nãy hát luôn á là em đẻ hai đứa rồi đó. Ngay chứ mình nhấn số 9 là vô đẻ rồi. Trời ơi bà đặt ngựa mát sớm chi giờ nghỉ đẻ luôn rồi. Dần sao chị? Em ơi chị khát nước quá. Chị chưa được uống nước. Em mua nước cho chị rồi. Nước đổ rồi. Hồi nãy em tức em quăng nữa hả chị? Trời ơi. Đất ơi.
Cho nó lấy mình đi mua nước cho nó hả? Mua đi. Giờ đây là 15, là 15 là con tin, đây là một đi bộ 4 lòng nữa phải không chị? Sam vô đang ăn cắp hả chị, em biết hết trơn vậy? Nhục nhục là em nhớ rõ lắm chị ơi. Đi đi. Con ơi mẹ lại ngu lần thứ 3. Chưa có tàu điện ngầm mà ngu hoài. Đúng rồi, mong đời con có tăng má hết rồi. Đi đi. Rồi. Rồi, người tiếp theo. Nguyễn Huy Thanh. Hả? Anh Thanh. Dạ không phải, Diệp Thanh Thanh đây ta. Nguyễn Huy Thanh lên qua lẹ nè. Rồi, mời chị Nguyễn Huy Thanh bóc số. Số gì ra cờ ra con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Kể từ lúc em đây có bầu là biết có thai rồi nha. Rồi sao nữa nè? Ngay từ khi em biết em có thai, em biết em có bầu. Kể từ lúc em đây có bầu là biết có thai rồi nha. 23. Bà đảo cái bầu dạ, với cái thai tới lui 2 lần bà ra số à? Dạ 23. Bà hát một bài quê vốn dạ, luôn cái bầu còn đó luôn á. Dạ. Rồi, vô trong dạ, stand đi. Ôi dạ, ôi dạ bác sĩ. Sao vậy? Ôi, ôi em đau quá. Sao vậy? Ôi, đứng rồi, bác sĩ em đau quá bác sĩ. Đi vô stand chị. Stand rồi. Bác sĩ em ăn miếng, em ăn miếng, em thăm bác sĩ. Ăn cái gì nữa? Cái gì vậy? Rau câu dừa, rau câu dừa. Trời ơi à, stand nở ăn rau câu dừa làm chi? Dạ cho nó trơn trơn dễ đẻ. Trời ơi. Đi vô lẹ đi đi. Thẳng vô. Ôi dạ. Anh lên đi thẳng vô. Đó. Mệt muốn chết là người cuối cùng. Lữ Hoàng Gia Bảo nè. Em ơi chị chưa chuẩn bị dạ, tâm lý em ơi. Chị chưa. Tới chị. Chị chưa chuẩn bị tâm lý. Đợi bà thôi nôi rồi bà mới đẻ hả? Hả? Ủa, tất cả những con người đi qua đời chị hết rồi hả? Qua đời hết rồi chị. Bây giờ sao? Tới số chị rồi đó. Tới số rồi hả? Ừ. Diêm Dương cho em xin số đi. Diêm Dương. Y tá chứ phải Diêm Dương nha. Dạ dạ nha. Dạ cho xin cái số đi. Bóc đi. Dạ cảm ơn. Rồi Lữ Hoàng Gia Bảo bóc số. Số gì ra cờ ra con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông. Hay quá. Bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấm trong đáy lòng của một dáng hình, đứa con hồn nhiên sẽ lớn dần. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Ê, thái độ gì vậy? Cái bụng mình không vỗ nơi đã sinh ra con. Vỗ vô đây nó động lại sao? Rồi tôi mới có 4,5 tháng mà. Dạ yeah. Cái chân nó để không làm cái gì? Lây là nơi đã sinh ra con. À, hiểu nó rồi. Đúng mà. Sự động thai. Ừ. Một cái chân vỗ nơi đã sinh đã ra đẹp con. Trời ơi, thông minh quá trời luôn á. Chưa có số á. Này con yêu ơi, con lớn khôn. Số 4. Số 4. Đứa con cục ngủng luôn hả? Đúng số 4 luôn nè. Trời ơi, hay quá à. Hên ghê không? Ủa đó đây nè. Ừ. Rồi hát hay quá, đi vô trong khám. Chưa uống đi. Nước, chưa vô được, chưa uống nước. Chị ơi mua nước cho chị rồi nè chị ơi. Em ơi lẹ đi em. Nhân ơi đi nước đâu em? Trời ơi mày ẵm con ai vậy? Trời ơi sao đi bắt cóc con người ta? Con em đó. Cái em đẻ rồi thấy cái bụng chập lép không? Trời ơi. Sao? Trời đất ơi. Nó đeo bao tay, nó đeo bông gòn trong lỗ tai luôn rồi chị ơi. Chị sao? Chị rảnh rảnh tháo giùm em. Ù ù khó nói chuyện quá chị. Sao vậy? Sao vậy? Nó nghe nè. Em đi bộ 14 lòng mua nước cho chị đó. Ừ. Đi ngang lầu 8 đầu bụng vô đẻ luôn rồi. Trời ơi. Rồi. Bác sĩ nói giờ làm như là siêu âm, nói là như em đi bộ nhiều quá em khỏe ăn sao đó. Để con xong cho về quê khỏi là bệnh viện luôn. Sao đất ơi. Hay vậy? Dạ. Ừ. Nhưng mà bây giờ chưa khát nước quá. À. Nước nè. Nước đâu? Anh em đẻ xong em mệt uống hết của chị rồi chị ơi. Lấy nước chị uống em mua đi, tiếp đi, đi chứ. Trời đất ơi. Đi đi, ráng đi đi. Con ơi mẹ xin lỗi con. Con mẹ... anh nằm ở đây đẻ rồi nhìn cái bụng hoài. Em đẻ với con gió thoáng qua em không nhớ em đẻ rồi luôn á chị. Con ơi mẹ xin lỗi con. Mong là tới đời con có thăng máy rồi. Chị có làm mẹ nó nghe nè. Dạ. Biết lầu nào không? Lầu mấy? Lầu 3. Dạ. Lên lầu 3 có canh tiền đó. Chị ơi chị chưa đẻ chị sản phải không chị? Sao? Em nhớ chị nói lầu 15 á. Đâu có, bệnh viện này tầng nào cũng có canteen hết á. Tầng nín con, nín con. Lấy con em khóc phẫn nộ chịu. Trời chị ơi. Sao nãy nó lầu 15?
Lầu 15 nhà chị thầu cái canteen đó. Sao chị ác dữ vậy chị? Trời ơi, em phải cảm ơn chị, em đi tới đi lui giờ mẹ tròn con vuông nè. Thấy mệt chị quá. Đi đi. Cái gì mà ồn ào như cái chợ vậy? Gì nó trưởng tới. Thằng ngay, Dũng ngay, ngay. Thằng Dũng bước qua đây. Trời ơi, bữa nay mày bày đặt chơi cái trò giả gái này nữa hả? Coi đó, hồi xưa á, con tôi nó mới có hườm hườm mà qua đây chơi với mấy người riết rồi, bây giờ nó chín luôn rồi đó. Không mày không, mấy cái người này về thuê đất á, tao nói là không có được rồi. Cái mày nói ôi người ta tội nghiệp lắm, cho người ta thuê nhà người ta ở đi. Ờ tội nghiệp đâu, đi ca hát gì 2-3 giờ sáng mới về, trang điểm thì lòe loẹt, ăn mặc không giống ai. Coi đó, rồi á ồn ào náo nhiệt như cái chợ vậy. Chưa kể mấy cái bữa mà ế xô gì đó, cái bắt đầu rảnh ở nhà không, cái bắt đầu mấy bữa cái rảnh không biết làm gì, cái lấy cái nhà tôi ra trang trí. Để coi coi bữa nay trang trí gì vậy? Gì trời ơi, bệnh viện hả? Bệnh viện phụ sản. Trời ơi, có khùng không? Tỉnh lại đi. Đàn ông sao đẻ? Mẹ! Khùng hết rồi. Tụi em biết là tụi em đâu có đẻ được đâu chị, nhưng mà tụi em vẫn ước mơ một đứa con cho riêng mình. Dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Đó là những cái lời ru mà tôi dành riêng cho con của tôi. Tụi tôi có một cái ước mơ, đó là có cho mình một đứa con, nhưng tất cả đều không thể nào thực hiện được. Vậy mà có những người khi sinh con ra rồi lại đem bỏ nó đi. Sao mà độc ác quá vậy? Mẹ ơi, con có lại gì đi nữa thì con cũng là con của mẹ mà mẹ. Họ cũng như con, mẹ kinh rẻ họ là kinh rẻ con đó mẹ. Ước mơ của một đứa con cho mình là ước mơ chính đáng mà mẹ. Dạ. Và ước mơ đó cũng chính là ước mơ của con. Mẹ không thương con hả mẹ? Cho dù ước mơ của chúng tôi không hại ai hết, nhưng chúng tôi biết mãi mãi ước mơ chúng tôi sẽ không bao giờ thành hiện thực. Mãi mãi ước mơ chúng tôi sẽ không bao giờ thành hiện thực. Tất cả mọi người, xin tự giới thiệu, tôi là thám tử lừng danh Mr. Herkel. Tôi đã từng phá rất nhiều vụ án cam go nhất lịch sử, đã đưa nhiều bí mật ra ngoài ánh sáng, và không có điều gì qua được mắt của tôi. Vì vậy, ngày hôm nay tôi có mặt tại nơi này để phá một vụ án mất trộm của một tên siêu đạo chích. Đã có rất nhiều người tham gia phá vụ án này nhưng đều thất bại. Nhưng đối với tôi, vụ án này đơn giản thôi mà. Cười xong chưa? À xong rồi. Trả tôi cái ghế ông nội. À xin lỗi. Trời ơi trời, vô nhà người ta cười khí thế luôn á. À xin mời thân chủ điều tra giúp tôi đi. Chúng ta bắt đầu nha. Dạ. Xin thân chủ hãy kể lại đầu đuôi sự việc vụ án mất trộm của nhà ông trong thời gian qua. Đó, thám tử thấy đó. Trời ơi, tôi không biết sao tên ăn trộm cứ dòm ngó nhà tôi hoài à. Mặc dù nhà tôi không có gì hết á, được cái nó có điều kiện. À, biết, điều đó tôi biết rất rõ. Bởi vì khi vô nhà này, tôi quan sát rất kỹ, nhà ông không thiếu một thứ gì hết. Dạ. Từ món rẻ nhất tới món mắc nhất,
Món rẻ nhất là cái cục mứt, còn món mắc nhất là cái cục... Ê! Cục vàng đó. Hết hồn luôn á. Suy nghĩ gì kỳ. Cái đó nó chưa có giá trị bằng cái bức tranh mà tôi thích nhất. Cái gì? Cái bức tranh đó trên thế giới này chỉ có một mà không có hai. Bức tranh đó rất là quý giá đúng chứ? Đúng. Nó còn ở nhà của ông không? Chắc chắn còn. Được. Vậy bây giờ tôi hỏi ông, tôi cần thêm thông tin về tên trộm. Dạ. Ví dụ như vụ án mất trộm đầu tiên của nhà ông là mất món gì? Để tôi kể thám tử nghe. Lần thứ nhất nó lấy cái cục mứt á. Lần thứ hai nó lấy cái chuỗi ngọc trai. Lần thứ ba nó rinh một ghế sofa. Lần thứ tư nó lấy chiếc xe đạp hư. Lần thứ năm nó hốt cây cầm. Ơ xí. Ủa sao hốt cây cầm mà không hốt cái khác giá trị hơn? Nó lấy cây cầm nó gắn vô chiếc xe đạp hư chạy tiếp. Ô. Đó, đây, lần thứ sáu nó lấy hả? Cái tô cháo. Lần thứ bảy lấy cái giò cho quậy. Ủa sao thám tử biết? Tại vì năm lần trước nó khiêng đồ nó mệt quá. Nó mệt nó phải đói bụng. Đói bụng thì phải ăn. Ăn tô cháo cộng thêm cái giò cháo quậy cho nó ngon. Tới lần thứ 9 lấy cái máy vi tính. Nó vui quá. Tới lần thứ 10 nó lấy cái gì? Lấy cái mặt cười. Tàu lao. Phỏng đoán thôi mà. Đoán gì mà đoán. Chúng ta tiếp tục. Tiếp đi. Những cái chi tiết ông đưa cho tôi vừa rồi nó rất là chi tiết. Dạ. Nhưng mà bây giờ tôi cần cái chi tiết, nó chi tiết hơn cái chi tiết mà ông vừa cung cấp cho tôi. Bởi vì cái chi tiết ông vừa cung cấp cho tôi nó không chi tiết bằng cái chi tiết mà tôi nghĩ nó là chi tiết. Trời ơi trời. Chú nói gì, chú tiếc gì, chú nói lại giùm tôi được không? Nói chung á là bây giờ tôi cần cái chi tiết, nó chi tiết hơn cái chi tiết mà ông vừa cung cấp cho tôi. Bởi vì cái chi tiết ông vừa cung cấp cho tôi nó không chi tiết bằng cái chi tiết mà tôi nghĩ nó là chi tiết. Nó rõ hơn lúc trước luôn á. Vẫn chưa hiểu luôn. Ừ. Một lần cuối thôi nha. Lần cuối. Xuống đây. Bây giờ tôi cần cái chi tiết, nó chi tiết hơn cái chi tiết mà ông vừa cung cấp cho tôi. Bởi vì cái chi tiết ông vừa cung cấp cho tôi nó không chi tiết bằng cái chi tiết mà tôi nghĩ nó là chi tiết. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì mà chỉ vô giữa bãi biển vậy ông nội? Nói chung là tôi cần cái thông tin mới đó. Muốn thông tin mới, có thông tin mới. Ê! Cái gì vậy trời? Thì bắt chước giống ông đi tìm thông tin mới. Tìm thông tin gì ông nội, tôi suy nghĩ, tôi quýu quá, tôi liệu. Trời ơi, ông ơi, tôi yêu cầu ông tập trung giùm tôi một cái. Đây nè, thông tin mới là mỗi lần tên trộm xuất hiện là nó để lại một lá bài hai cương. Thôi! Ê, lộn trời! Tập trung giùm tôi. Dạ. Kết hợp với tôi phá vụ án này. Dạ. Mỗi lần nó xuất hiện là nó để lại một lá bài hai cơ nha. Ừ. Mới tối hôm qua nó mới giết. Giết hả? Giết. Giết ai? Nó giết Thư. Giết Thư. Nó lại giết Thư. Giết giết. Tự giết người. Chúng ta nói chưa có kịp trời. Giận hết sức. Sao thám tử, bình tĩnh giùm tôi đi, tập trung đi. Ông mà còn quậy tôi một lần nữa tôi đi về đó. Tôi nói sự thật không mà có quậy đâu trời. Một lần cuối thôi nghe chưa? Lần cuối. Nói đi, tôi ghi nè. Ừ. Tối hôm qua nó nói là hôm nay đường 99 nó sẽ xuất hiện. Nó lấy cái món mắc nhất trong gia tài của tôi. Đây nè. Món mắc nhất trong gia tài của ông. Bức thư nè. Tên trộm này láo gì? Có phải món mắc nhất trong gia tài của ông là bức tranh đúng chứ? Đó đó. Mà chưa, quan trọng nhất là nó không để lại một lá bài như những lần trước, mà lần này nó để lại nửa lá. Lá gì? Hai cơ. Hai cơ à? Tên trộm này kỳ vậy ta. Tại sao mỗi lần ăn trộm đều để lại lá hai cơ? Không biết. Lá hai cơ có ý nghĩa gì? Tôi không biết. Tại sao phải là hai cơ chứ? Không biết. Đi hỏi nó. Trời ơi, tôi hỏi nó được, tôi kiếm ông làm gì ông nội? Ông quên luôn á. Khổ ghê á. Trời ơi, có tìm lộn thám tử không vậy trời? Ông tìm đúng rồi, nó điều tra tiếp đi. Ừ. Vấn đề quan trọng ở đây là lá thư đe dọa của tên trộm gửi cho ông tối ngày hôm qua. Đúng rồi. Vậy tối ngày hôm qua, ngoài ông ra, có ai phát hiện nữa hay không? Có. Người đó là ai? Là tôi. Ừ.
ông chủ. Chào cậu. Chào ông. Tôi là quản gia của căn nhà này. À, theo sự phán đoán và kinh nghiệm nhà nghề của tôi, người quản gia này phong thái rất là chuẩn mực, luôn để cái khăn trên tay. Nó có ý nghĩa là luôn phục vụ ông chủ mọi lúc mọi nơi, đúng chứ? À không, hôm qua bị gãy tay che lại cho đỡ nhục thôi. Được, biết lịch sự vậy là tốt. Nếu ông lịch sự như vậy thì chắc chắn ông là người rất trách nhiệm. Chính xác, trách nhiệm cũng là tên của tôi. Tên đầy đủ của ông là gì để tôi ghi vô sổ? Vô trách nhiệm. Nóng máu với ông luôn á. Ủa, mới quăng cuốn sổ đây mà ta. Ngoài cái tên vô trách nhiệm ra, người ta còn hay gọi tôi là ăn cắp giặt nữa, xin lỗi cậu. Hay nha. Ăn cắp giặt. Chưa gì mà ông đã khai ra ông có tật ăn cắp giặt. Ăn cắp giặt cũng có thể là một kẻ trộm. Vậy thì tôi phán đoán với ông chủ rằng chỉ một hành động nhỏ của tôi là lòi ra bộ mặt của hung thủ. Tôi xin khẳng định với ông chủ một điều rằng cuốn sổ đâu mất tiêu rồi ta. À, xin lỗi cậu, quên nói với cậu, ông tên ăn cắp giặt, tôi tên rước là lụm. Sao giàu mà lầy quá vậy? Bây giờ tôi xin khẳng định một lần nữa, ngoài hai người ra, ông nhất là ông quản gia không phải là tên trộm. Ủa dạ, sao biết hay vậy? Tại ngoài ông ra còn một ông ăn cắp giặt nữa. À đúng rồi. Ờ vậy ha. Tiếp nha. Tiếp. Bây giờ loại hai người ra, về đêm hôm qua còn ai nữa hay không? Còn tôi. Đâu thèm cản, đâu mỏi tự nghĩ. Chà 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 chà, nhìn phong thái này với bộ đồ này, theo con mắt nhà nghề của tôi khẳng định rằng anh là người chiếm vị trí quan trọng trong ngôi nhà này, đúng chứ? Chính xác. Nếu không có tôi, ngôi nhà này sẽ trở nên xáo trộn. Vậy anh là ai? Người ở. Hai ông đâu có lẹ bằng tôi. Coi chừng tôi đó. Anh người ở, cho tôi hỏi tên của anh là gì để tôi ghi vô sổ? Hèn. Cái gì hèn? Lụm là hèn. Tôi nói cho hai ông biết, nhất cự ly, nhì tốc độ, đừng giỡn mặt với tôi. Cho tôi hỏi, tối ngày hôm qua khi mọi người ngủ anh làm gì? Mọi người ngủ tôi cũng phải ngủ chứ, bộ quỷ sao thức. Ghi nhận. Vậy sáng ngày hôm nay khi mọi người thức anh làm gì? Mọi người thức cũng phải thức chứ, bộ quỷ sao ngủ. Ý tôi hỏi á là anh thức anh làm cái gì á? À, sáng nay tôi lưu cua trong bếp, tôi chiên một cái trứng ốp la, gọt cái xúc xích, pha ly sữa thiệt ngon. À, chắc chắn là đồ ăn sáng lên cho ông chủ. Tôi ăn chứ không ăn đói chết sao? Ghi nhận. Vậy trưa ngày hôm nay anh làm gì? À, buổi trưa nay cũng lưu cua trong bếp, tôi bắt nồi cơm, chiên con cá, pha một nồi canh chua thiệt ngon. À, vậy chắc chắn anh đem đồ ăn trưa lên cho ông chủ. Đem cho ông bộ của bên nhà nó ăn thấy đói tội nghiệp lắm. Ủa cái gì kỳ vậy ta? Anh là người ở trong nhà đúng chưa? Chính xác. Tại sao anh không giúp gì cho ông chủ anh hết vậy? Ủa chứ người ở trong nhà thôi chứ trời, chứ làm cho kêu người làm rồi sao? Tôi nóng máu với anh lắm nha. Bây giờ tôi quy định anh là người giúp việc, không phải là người ở nữa. Dạ. Anh là người giúp việc, anh đã giúp những việc gì cho ông chủ của anh? Giúp việc nhiều lắm chứ. Việc? Dạ. Ê, tao giúp mày nhiều không mày? Rất nhiều. Ngày nào cũng nấu cơm đem vào cho ăn trưa hết. Cảm ơn mày, mày về đi, lát tao gom của cải tao cho mày luôn. Ok. À, gom của cải tao cho mày luôn.
gom của cải tao cho mày luôn. Cũng có thể là gom hết tài sản của ông cho người ngoài. Và tôi xin khẳng định một điều rằng người ở chính là tên trộm. Thôi. Ủa chủ nhà quán gia đứng ngay hàng người ở là sao? Có ăn có học không biết nhận thức hả? Quay về chỗ của mình. Ngồi vô đàng hoàng. Thôi đi. Tôi cứ yêu cầu ba người tập trung phối hợp điều tra. Nghe anh người ở kia. Dạ. Tôi hỏi anh còn chối cãi gì nữa hay không? Tôi không cam tâm. Bằng chứng nào ông nói tôi là hung thủ? Được, anh chối chứ gì. Nếu như anh không phải là hung thủ, vậy anh có dám kể rằng tối hôm qua anh làm gì trước khi đi ngủ hay không? Dám chứ. Lén lút, chuẩn bị hành động. À, anh đang giặt đồ đúng chưa? Bếp ga hư phải đánh lửa nó mới lên. Tôi yêu cảnh phối hợp điều tra. Dạ. Tiếp tục. Lại lén lút. À ha, hành động này đánh lửa đúng chưa? Giặt đồ. Ai giặt đồ xong rồi? Giặt tay không sạch, giặt chân sạch hơn. Không, ngồi tê chân tập thể dục á. Tiếp tục. Lần này chắc chắn giặt đồ đúng chưa? Giặt đồ xong rồi, đổ nước xà bông ra ngoài. Không, bỏ mày giặt vào mỗi tay quá. Nó lẩm hết kịp rồi. Tôi yêu cầu anh tập trung điều tra. Dạ. Ngoài hành động tối hôm qua, anh còn làm hành động nào khác nữa hay không? Còn chứ. Mời. Lại lén lút. Giặt đồ đúng chưa? Không. Đánh lửa. Không. Thì chứ anh làm gì? Viết thư. Viết thư gì hành động này? Viết thư với các cái mực, cái cài mực nó ra viết rồi chứ trời kỳ vậy trời. Rồi bây giờ cài xong rồi nè. À, hai dòng, ba dòng. Viết thư. Khỏi chối cãi nó rồi. Anh ta viết thư. Vậy bây giờ tôi xin khẳng định với ông chủ dòng quản gia, người ở không phải là hung thủ. Trời. Biết sao? Sao vậy? Tại vì anh ta viết thư, anh ta viết ba dòng. Mà lá thư nào ông đưa cho tôi coi, có hai dòng. Anh ta không phải là hung thủ. Trời ơi, bây giờ rốt cuộc là bây giờ kết quả làm sao thám tử? Theo tôi phán đoán, tên trộm không phải là người trong nhà này, mà là người ở ngoài. Vậy giờ phải làm sao? Bây giờ điều cần làm là ông phải cho tôi thấy bức tranh, để tôi biết bức tranh đó vẫn còn ở nhà ông. Bức tranh đó coi thì dễ thôi, nhưng mà chỉ tôi và anh được coi thôi. Anh hiểu tôi chứ? Hiểu. Em right now. What the break? Thôi. Gì vậy? Giỡn mặt với tôi hả? Đừng có giỡn mặt với tôi nghe chưa? Tôi tăng hắn như vậy là kêu hai anh đi vô đó. Đi vô nó đi vô làm đâu có họng gần chết à. Vô không? Anh thám tử. Sao? Mời anh. Mời. Bức tranh ngủ ngốn. Bức tranh khá là đẹp đó. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã giúp cho tôi, chỉ cho tôi biết chỗ cất giấu bức tranh ở đâu. Không có gì. Đó là điều tôi cần. Dạ, tên ăn trộm cũng cần. Và tao chính là nó. Ông sợ rồi chứ gì? Giơ tay lên nào, nắm lấy cái eo, lắc lư cái mình. Ồ, sao bé không lắc? Tôi nói cho ông biết, tôi đã mê bức tranh này lâu lắm rồi. Mỗi lần ăn trộm vào đây, tôi đều tìm kiếm nó mà không thấy. Nên tôi buộc lòng phải ăn cắp món khác để cho người nghèo. Bức tranh này đáng giá như vậy, chắc chắn bán ra sẽ nuôi được cả thành phố.
Vậy là nói ra là mày không phải là thánh tử Hơ Keo mà chính là tên siêu trộm Heo Cơ. Phải. Xin lỗi, tao cũng nói cho mày biết rằng tao không phải là ông chủ. Mà tao mới chính là ông chủ. Mày đâu có ngờ là mày lọt vô tay của tao đâu đúng không? Trời, tao tưởng mày ghê lắm. Mày nói mày là cái gì? Siêu trộm hai cơ à? Ôi, xin lỗi mày, tao tứ quý đè nè. Sắp chết tới nơi mày cười cái gì? Tôi biết ông chủ sẽ tìm mọi cách đối phó với tôi, nhưng quên rằng ông đã chậm một bước. Trước khi vào đây, tôi đã gài bom hết căn nhà này. Chỉ cần tôi nhấn cái nút này là tất cả mọi người ở đây sẽ chết, kể cả bức tranh. Mày bỏ súng xuống. Ông nói cái gì? Ông là tứ quý đè hả? Thúi tứ quý chưa cưng. Trời ơi, có quỷ ma yêu nghiệt không? Chơi chứ không chơi, chơi sắc dụng bom tấn dây nhỏ tháo gần chết luôn á trời. Đôi khi phải tôn trọng người ở chút xíu chứ. Rồi mới nói về sắc dụng nữa rồi nè. Âm binh dễ sợ âm binh á. Tôi quăng dây chai hết nè. Chúng nó bán một nhiêu ký ký nè. Trời, mấy đứa chơi đốt đồng có bông không rủ chị mấy đứa. Để chị có đốt chung nè. Mày đâu có ngờ là trên thế giới này có một con dọn nhà mà nó dám đi dọn bơm đâu đúng không? Hồi nãy mày nhìn tao mày cười cái gì? Mày cười cái gì? Mày cười lại nữa đi. Mày cười lại nữa đi. A hi hi, đồ ngốc. Mày còn trò gì để chơi với tao nữa không? Hết bài. 500 anh em ra hút xác nó cho tao. À, ông chủ ơi, giờ bắt được nó rồi, đè đập nó hả ông chủ? Mày tưởng mày thoát khỏi tay tao phải lật mặt nó ra? Tao nói cho mày. Ở đây. Anh Diệp, trời đâu đây vậy? Ai biết đâu đang đi ăn đám cưới bị bắt ngang vô đây luôn vậy đó hà. Trời, mấy hồ đồ dám bắt bồ tao. Ông quản gia. Trời ơi, bây giờ sao đây? Tụi nói đâu nó, ông chủ giờ đi tìm. Tại sao kia bắt nó, bắt lộn thằng này là sao? Dí tìm nó nhanh lên. Tụi bay đâu, lục xoát khắp khỏi nơi đây. Kìm nó cho tao. Bắt nó bay ơi. Còn có núp đây không? À. Alo. Xin chào ông chủ. Thằng chó, mày chạy đi đâu rồi? Chắc ông không bắt được tôi, ông sẽ tức lắm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ông vì bức tranh. Cảm ơn vì bức tranh nè, mày sẽ không thoát khỏi tay tao đâu, mày đừng có xạo. Bức tranh còn ở đây, ở nhà tao nè. Ông lầm tưởng rồi. Ông phải nhìn kỹ lại bức tranh của mình một lần nữa đi. Bức tranh có bị gì đâu? Mày đùa với tao à? Bức tranh có bị gì đâu? Không tin thì tôi chỉ hù ông thôi. Nếu ông không tin, ông dám đốn bức tranh hay không? Nè, tao nói cho mày biết, mày đừng có hù tao. Bức tranh của tao là hàng giá trị, đốt không bao giờ cháy. Mày muốn chơi gì tao chơi khô máu với mày luôn. À! Ê! Nè ông chủ, ông có còn đó hay không? Chắc ông thấy mặt tôi. Tôi nói với ông như thế nào? Tôi sẽ để lại lá hai cơ còn lại. Ông nên nhớ rằng tôi là siêu trộm hai cơ. Lao! Lao! Bắt nó cho tao! Bắt nó cho tao! Ông chủ! Bắt nó cho tao!
Đau! Quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức một tiết mục biểu diễn với sự hỗ trợ của Thanh Trực, Minh Dự, Quốc Khánh, Hoàng Thanh, vũ đoàn ABC và phần biểu diễn của Hot Boy lần 2, anh Tú. Nói cô Năm nghe đi, không còn thương nó nữa thì chịu khó về nhà cứng rắn một lần, bỏ quách nó đi. Đàn ông mà đã có tính lăng nhăng nó không có bỏ được đâu, nó bỏ là nó bỏ mày á. Cô Năm nói đúng, con là phụ nữ có tiền mà, tại sao con phải phụ thuộc đàn ông? Phải bỏ thôi. Đúng, con phải đẹp. Đúng, biết bao nhiêu người sẽ mê con. Đúng, phải bỏ nó thôi. Đúng không cô Năm? Đúng, con sẽ bỏ chồng. Nhưng mà con còn thương nó lắm cô ơi. Thôi Năm, thôi em hãy đi về, dính biệt kể từ đây. Đừng dẫn dương làm chi, đừng luyện lưu làm gì. Ai thần lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta ai hướng đi buồn thật buồn. Căng quá. Người kế tiếp. Ô kìa anh cô thắm trong sáng qua gấm hoa trang đài. Cô Năm ơi, cô Năm, cô Năm ơi, bút cô, cô Năm ơi, cô Năm, cô Năm ơi, cô Năm ơi, cô Năm, bút đen. Trời đất ơi, tao thượng ở đây tao chói lòa, ai cũng thấy tao, có mình mày không thấy hả? Cô Năm đấy hả? Có tính khen thầy bà thợ đúng có tưởng khéo quá, thỉnh như nhà thờ đó. Con kia, đừng có ăn nói hàm hồ nha. Mày tưởng mày hàm hương hả, con hàm lừa. Sao? Vô đây kiếm cô Năm có chuyện gì nói đi. Dạ con chào cô Năm. Cô Năm chào cậu. Cô Năm chào cậu. Chào anh. Chào chú. Chào chú. Kêu tiếng cô bị tâm tai hả bà nội? Trời ơi. Trời ơi, nhìn kỹ đi. Nhìn nè. Dày dày mà cậu à. Rồi, nói cô Năm nghe đi. Bữa nay kiếm cô Năm tiền có chuyện gì? Dạ, hôm nay con diễn kiến cô Năm đó. Để coi ngày nào tháng tốt, ngày lành đó, con đi chuyển. Chuyển cái gì? Chuyển nhà thì kiếm dịch vụ vận tải, chuyển quà thì ra chuyển phát nhanh, chuyển thư thì ra bưu điện. Còn mà chuyển tiền ra ngân hàng chuyển khoản, mà chích ngừa vô viện bát tơ. Không, con đi chuyển giới. Chuyển giới gì Thái Lan? Thì biết chuyển giới con Thái Lan rồi. Nhưng mà phải coi ngày lành tháng tốt làm mới hên, hiểu không? Chọn ngày xấu xấu nha, qua chúng nó mổ quéo giới tính. Mày sợ quéo giới tính à? Tất nhiên, cái gì có thẳng là sẽ có quéo thôi. Rồi, bây giờ cậu á, cô Năm nói cậu nghe. Cậu mày cái gì vậy? Kêu cậu suy sụp là mới kêu cô đi. Cô giảng chào cô Năm. Cậu là cô Năm nói cậu nhiều rồi chứ cậu đừng có. Cậu á. Cô giảng chào cô Năm. Cậu á, cô Năm nói cậu hoài là nghe lời. Nè, nè, con đi. Nè, con đi. Tôi không việc thấy Bình Dương nghèo mà không đi tới cô làm sao?
Vừa vừa phải phải thôi. Nè con, coi bói mà. Rồi rồi rồi, cô Năm kêu con cô nghe con nghe. Kêu cô nghe. Cô Năm nay dễ thương lạ thường. Rồi, để cô Năm nói cho nghe. Bây giờ con đi chuyển cũng được đi, nhưng mà con cho cô Năm biết cái tên con đi rồi cô Năm chỉ cho cái ngày. Ủa nãy cô Năm không nghe hả? Ừ. Ô kìa, ai như cô thấm không lấy tên lại. Mày đừng có ăn nói hàm hồ nha. Mày tưởng mày hàm hương hả? Con hàm lừa. Chủ hoài. Trời đất ơi là trời. Ba thấm nhưng mà cái gì thấm mới được chứ. Thì nó dịu hiền dữ lắm. Nguyễn Thị sất sượt sân si, sắc xéo bị chúng đánh tưng bừng đổ máu đỏ thấm. Con tên là đổ máu đỏ thấm mà. Dạ đâu gì đâu lạ. Này cô gái có cái tên chảnh xá. Cái tướng của con á là con phải chuyển từ cái hồi 5 tuổi. Mày để trễ quá sao chuyển được nữa con. Hồi 5 tuổi mới mầm non nhi đồng sao làm. Trời ha. Căng quá. Thôi cô Năm nói bây giờ vậy nè. Khỏi chuyển khó lắm. Xin lỗi cô Năm giúp con đi giờ cách nào con vô tiền cũng chịu hết trơn á. À, bây giờ đưa cô Năm 5 triệu đi tư vấn tâm lý cho. Thì đó nãy giờ cô Năm nói để tiền bạc đâu có thiếu đâu nè, đưa cô Năm đó. Rồi. Dạ ngày nào cô Năm? À ngồi xuống ngồi xuống. Dạ ngày nào? Cô Năm. Không mà chẳng ngày nào nè. Bây giờ con chuyển ngày nào cũng được. Cô Năm cháu trở vậy. Thì cô Năm cúng thôi, chuyển ngày nào cũng được. À dạ. Bây giờ nè chuyện quan trọng hơn nè. Cô Năm thắc mắc như vậy nha. Tao làm đàn bà tao thấy tao khổ muốn chết luôn á. Mà mày nghĩ sao mày đang phơi phới sân sởn gì mày đi rồi làm đàn bà. Khổ lắm con ơi. Trời ơi đâu phải ai muốn vậy đâu cô Năm. Cô Năm không hiểu đó chứ. Mà ưu con là được một tấm chồng như ý. Mày muốn có chồng nữa hả? Dạ. Trời đất ơi, sao ai vô đây cũng lụy tình vậy trời. Thì có cô Năm nói làm đàn bà con gái hả mà lụy tình khổ lắm. Cô Năm nói cho con nghe nè. Sao cô Năm? Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Quá à. Cô Năm khuyên con rồi đó. Suy nghĩ kỹ rồi hả quyết định nghe không? Vậy dữ dằn đi luôn á cô Năm. Thôi nè, cô Năm trả mày luôn á. Cô Năm không lấy tiền luôn á hả? Lấy cái tiền này nè, coi như động lực để mày suy nghĩ nghe không con. Vậy cô Năm cho con chút xíu suy nghĩ nha. Rồi ok, coi như cô Năm làm phước nha. Để dạ. Để vô đi, coi để cô Năm làm tiếp. Còn ai ngoài đó cho vô luôn đi, để Năm đi ăn cơm nè. Ngọc ngọt ngào. Cái nickname này mấy chục năm trời chỉ có duy nhất một người đàn ông biết. Chẳng lẽ ông là... Tình cờ gặp lại nhau dường như lâu lắm, rất quen. Gặp lại nhau mắt dương niềm đau, gặp lại nhau lúc sắp xa nhau, gặp lại nhau tóc xanh phai màu. Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngại. Nhà tôi đơn côi mời anh ở lại. Kể chuyện tha phương chưa lần phai nhớ thương. Ngọc ngọt ngào. Thôi! Thôi anh đừng nhắc tên tôi làm gì. Nghe tôi nói đây nè em. Từ khi
Ông đến đây để làm gì? Tôi đến đây là để hỏi bà một chuyện. Tại sao bà xúi con gái của tôi ly dị với chồng của nó? Gái ông là con nào? Là cái con dính kiếp nạn của bà đó. Trời đất ơi, ông đừng có mù quáng nghe chưa. Thằng con rể của ông nó tác tệ, nó ngoại tình. Tôi làm như vậy là tôi giúp gia can nhà ông rồi còn gì nữa. Trời ơi, con gái của tôi nó ghen bóng ghen gió, chứ thằng rể của tôi nó không có ngoại tình. Con nhỏ này giống tính má của nó. Má của nó cũng vì ghen quá mang tâm bệnh mà chết. Má nó ghen à? Bà ghen với ai chứ? Tôi. Tôi đâu biết gì đâu. Nãy giờ lại đây tù túng muốn chết luôn, cho con về cứ suy nghĩ với cô Năm. Về đi con, về đi con, về đi. Cô Năm thỉnh con nha, cô Năm thỉnh con. Rồi về nha. Ông nói đi, vợ ông ghen với ai chứ? Tôi. Tôi có quên cái vỏ. Vô kiếm cái vỏ. Vô lấy cái vỏ đi con. Để đâu mất tiêu rồi nè. Vô này 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 nè, nè. Về. Về nha, lấy cái vỏ về. Về hả? Rồi cô Năm thỉnh con. Thì về. Thôi. Làm giữ chơi cái nhạc chứ nghiệt ngã xỉu lên xỉu xuống. Con yêu nghiệt Thái Bình Dương là mày đó. Con hầm lừa hả? Thiện tai. Nam mô. Thiệt cái tụi tu mà trời ơi trời. Ông nói đi, bà ghen với ai chứ? Bà ghen với bà chứ ghen với ai? Mắc gì ghen với tôi? Tôi cưới bà, nhưng mà tôi đồng sàn nhị mộng. Đêm nào ngủ tôi cũng kêu thất thanh tên của bà. Hỏi làm sao bà không ghen cho được. Như vậy là ông đổ lên đầu tôi chứ gì? Tôi gián tiếp hại cả mẹ lẫn con đó chứ gì? Không phải lỗi tại bà, mà có chuyện tôi muốn hỏi á, là tại sao bà làm cái nghề này? Vậy ông quên rồi. Hồi xưa má ông làm cái nghề gì? Má ông làm thầy bói. Cũng tại má ông mê tín dị đoan, chia rẽ đôi ta. Ông nhớ chưa? Cái ngày đám cưới đó, bà nói phạm phong thủy. Bà xuống bà rước dâu không được, bà bắt tôi nè, đem nguyên một đoàn lên rước rễ. Ông coi kỳ không? Ngày tôi vừa đặt chân xuống đất mũi Cà Mau, bà mặc nguyên một cái áo hình bát quái, cầm một bó nhang. Bà xỉ vô mặt tôi, bà nói: trễ giờ rồi, giờ mày rước con tao về cho nó bệnh hay chi? Ba má tôi nhục nhã xấu hổ bỏ về Sài Gòn một mình, để lại một mình tôi nè, thân gái một mình. Tôi chèo ghe chống gậy về tới bến Bạch Đằng hồi nào không hay biết. Đau đớn lắm, nhục nhã lắm. Cho nên tôi quyết định làm cái nghề này. Tôi dằn mặt má ông, tôi cạnh tranh với má ông bởi vì tôi hận. Trời ơi, không ngờ chuyện của má con tôi lại làm cho bà mang hận nhiều đến như vậy. Ông đi về đi, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Ngọc à, nghe tôi nói đây nè. Tôi nói là ông đi về đi. Không phải đâu, mà tôi nói tôi cho bà. Tôi nói là ông đi về đi. Ngọc. Đi. Tôi nói lẫy mà đi thiệt hả? Mấy đứa ơi, ra đây cô Năm biểu nè, ra đây. Bây giờ á, cô Năm có một lời thề là khi nào mà gặp lại ổng á, cô Năm giải nghệ luôn. Nhà là còn gì á, mấy đứa gom đi hết đi, đem về quê bán, lấy vốn liếng làm ăn đàng hoàng. Đừng có làm cái nghề giống như cô Năm nghe không. Cô Năm nói vậy là để cho... Tôi công nhận luôn á, tụi này ở tôi lâu nay tôi không ngỡ thương tôi tới vậy. Cuối cùng tôi cũng cô độc, mãi mãi cô độc. Đêm nay
để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Hát giỏi quá tạnh mưa luôn rồi nè. Ông đâu ra vậy? Sao chưa chịu đi nữa? Làm sao tôi đi được? Mấy mươi năm trước má con tôi đã làm khổ bà, bây giờ để tôi bù đắp nha. Ông đi đi. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, nói với anh một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Anh ơi, dòng này em thi bô lê show đó. Nắm tay hết giận hết buồn em nhé. Xa cách đôi đường người tình ơi, không bao giờ mình bước đôi đường. Mình yêu yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường. Ngày trước có đôi lúc em bướng bỉnh, có lúc em không nghe, nhưng có lẽ ngày hôm nay em đã nghe, cho nên ngày nay em thành công ngoạn mục. Khi em xuất hiện ra, chị thấy không còn sự lụp chụp nữa. Chị coi, chị để ý em từng nét, trời ơi hôm nay em làm cho chị thích vô cùng. Chị rất mừng là bởi vì ít nhiều lời nói của chị đã tác động và đã thay đổi em. Và Tiên cũng đã thay đổi em, Nam Thư cũng thay đổi được em. Ngày hôm nay Trà Ngọc quá là tỏa sáng. Anh chúc mừng em đã hoàn thành bài thi rất là tốt. Anh vui hơn nữa là thật sự em có lắng nghe anh và Thư. Anh chỉ muốn nói một điều, em là một người rất là giỏi. Em sẽ có một tương lai rất là sáng lạng. Đó là em, Trà Ngọc. Cảm ơn anh Diệp Tiên. Chị mong rằng Ngọc vẫn là Trà Ngọc, vẫn bướng bỉnh nha, nhưng mà ít thôi. Và phải biết lắng nghe để hoàn thiện bản thân mình. Chúc mừng em, Trà Ngọc. Cô thật sự rất dễ chịu khi xem em diễn hôm nay. Một mình em hứng hết từ đầu tới cuối. Biết là các bạn hỗ trợ em cũng là những người có tài, nhưng mà phải thấy là em làm chủ sân khấu hoàn toàn. Em đã chủ động, em đã làm tất cả mọi thứ. Và em duyên dáng vô cùng. Có thể những đợt trước cô không được theo dõi cái đường đi của em, nhưng hãy cứ tin một điều: nếu như Trà Ngọc như thế này thì làng hài của Việt Nam lại có thêm một mỹ nhân nữa. Và thưa quý vị, trong đêm thi hôm nay sẽ có một điều đặc biệt, đó chính là chúng ta sẽ chờ đợi điểm số từ hai vị giám khảo sau khi tất cả những tiết mục dự thi trong đêm thi hôm nay kết thúc. Thưa quý vị, hãy nhắn tin theo cú pháp CXV khoảng cách 09 và gửi về tổng đài 8234. Mà dùng hàng dùng cục với mấy ông mấy bà thiệt đau muốn chết luôn á. Bà này nè, vậy tự nhiên đang múa đứng lại chi vậy? Mắc cười quá. Tôi làm cái gì? Thì bà là ông địa. Ông địa tao đứng tao quạt phải rồi. Coi kìa, ông địa người ta cầm cái quạt ba tiêu, bà cầm quạt gì? Nhà tôi không có quạt ba tiêu. Cầm quạt gì vậy? Nhà tôi có điều kiện, tôi xài quạt máy. Trời đất ơi, nói vậy cũng nói được mà. Muốn không thì vô tôi bưng cái máy lạnh ra tôi diễn luôn. Ra bưng đi, ngân hàng chưa có chi. Rồi chạy chạy vậy. Ông nhìn lại cái mền ông đi. Con lâm gì đâu rách lủng lỗ đi gớm. Ủa thì ông có con lâm phải lấy cái mền múa. Giờ mắt mê múa lân. Còn bà vậy? Bà làm ông địa rồi nó bảo hiểm. Cái đó bảo hiểm là con nào đưa tao? Tôi đưa. Đưa cái nó đỡ không có vừa như cá la hán vậy hả? Cá la hán đó là đỡ à. Nhìn cái mặt như ông thọ vậy. Bực mình dễ sợ à. Đây trả đi cốc trả tôi. Nó mệt quá à. Đầu năm đầu tháng rủ nhau chơi múa lân cũng không vui vẻ được nữa. Chơi không có được, mình già rồi. Tao lấy mấy người nhỏ người ta múa lân á, người ta nhảy cho mấy cái cột cao, từ bên đây tao nhảy qua kia phóng qua bên nọ. Mình già rồi làm sao chơi được vậy? Nhưng mà kiếm cái người nào mà biết nhảy, biết múa, biết làm lân đó, hiểu không? Giờ kiếm chỗ nào có múa lân coi đi. Bà tôi nói nghe nè. Ủa mà mắc cười quá à.
Thí dụ mà giờ không chơi múa lân thì tết nhất mình muốn cái khác. Múa gì? Múa bóng. Trời đất ơi, cho bóng đè hả má? Tao mới múa không mà cầm cái trái bóng múa cũng vui vậy. Múa tao phải múa cái gì nó nghệ thuật chứ. Múa nghệ thuật là múa gì? Múa lưu. Ê nó nghe nè, múa lưu là bà giác lưu lên người bà hả? Ừ á. Vậy thành hai cái lưu. Nó ghẹo em kìa. Anh biết, ghẹo người ta. Người đó mà ghẹo. Chứ giờ làm sao? Thiệt luôn á, hai bà nói lát tôi múa mà tôi thấy rối luôn không biết. Ê! Múa rối. À bà đâu có nước đâu múa. Chứ đi đâu chơi mà có múa lân. Bây giờ nè, tôi biết được cái nhóm này ha. Mà nó múa lân giỏi lắm. Đâu sắm trên nữa nè. Không, ở công viên. Trời ơi, có sáng tạo hết vậy ta. Phải khác thôi. Hay quá, hay lắm. Mà già cả rồi làm có tiền đâu mà trả tiền tụi nó múa mình coi. Ừ, mà bây giờ mình đi ra công viên đi bằng phương tiện gì đâu có tiền đâu. Mấy bà dở quá. Mấy bà nhớ mỗi năm không? Mỗi năm là có cái đoàn mà vừa ông điện thằng Tài đi ngang sớm, bà nhớ không? Cái đó tôi biết. Đó tôi nói đó. Tới Tết là có là ông Lân, có ông Địa, có ông thần Tài nữa. Đúng rồi. Nó mở nhạc nữa, nó thần Tài đến, mất luôn cây điện thoại. Nó vô nó hốn sạch, không còn cái nào hết. Mà cái cần hốn nó không hốn. Ê, nó tranh thủ ăn cắp đồ dữ ha. Rồi thôi bây giờ kiếm cái đoàn nào mà lương thiện đi. Mà mấy bà nói kỳ quá, đâu phải đoàn nào cũng vậy đâu. Phải không? Đúng rồi, kỳ cục quá. Vậy kiếm có cái đoàn nào kêu vô đâu. Thì cái đoàn nào đàng hoàng kêu vô. Nhưng mà phải làm sao? Vui. Và đặc biệt. Đặc biệt cái đặc biệt là gì cha? Niềng răng là nó nói cái lưỡi lại. Rồi đặc biệt. Đặc biệt là mình phải làm khó nó. Vô đi tụi con. Hay quá. Thần tài mà cũng có phiên bản con nít nữa hả? Không, thần tài sai ép. À, thằng kia mà. Ê, ê, mày coi con Lân kìa. Con Lân, trời ơi. Trời ơi, vui quá trời, hay vui quá. Hay quá con. Khai trương Hồng Phát hả? Ở đây không có bán cái gì mà khai trương. Chỉ có mừng cho cái bà này thôi, bà khai mỏ, bà chửi đầu năm thôi. Chứ không có bán cái gì đầu năm hết. Y chang luôn. Thay vì khai mỏ thì khai mở đi. Ê, mà nói nghe con Lân gì mà sáu cái chân dữ vậy? Trời ơi, con Lân mà cái quần dài quần cụt nữa. Dạ, chào cô chú. Tao mở cái đầu ra hết cho mày. Dạ. Ừ. Cái con kia mày đi dần. Trời ơi. Ơi. Mày là... Trời đất ơi. Cho mày cột con bên vậy con. Dạ. Ủa nhóm tụi bay đàn ông hay đàn bà vậy? Còn cái thằng em đây. Ê, đưa mở nó ra coi. Ai vậy? À. Trời ơi. Xí, tự coi. Thằng này nhìn nó vui quá. Dễ thương quá. Ê, sao thằng này nó để đầu giống bà Trác Thí Miêu quá vậy? Ê, tại vì con tưởng tượng chị Trác Thí Miêu dữ lắm. Cô chú, ví dụ mà cô chú thấy tụi con dễ thương á, thì bây giờ Tết nhất á, năm mới á, cô chú á, có thể nào á, cho tiền tụi con một chút tiền lì xì tụi con ăn Tết được không? Chưa có biểu diễn gì hết cái đầu tiên. Má nghe nè, tụi con làm ngày múa lân này lâu chưa? Dạ, tụi con làm nghề múa lân được có một năm mà múa lân không có ít tiền á, không có tiền, cho nên tụi con á, một con lân mà múa tới ba thằng này thì con lân có sáu cái chân. Không có tiền hả? Dạ. Tiền sao con mập dữ vậy? Dạ, con thần tượng gia bảo. À, vậy hả? Hay lắm con, hay lắm. Phan, nhưng mà tụi con múa lân gì đó, tụi con có tìm hiểu là nguồn gốc từ đâu của con múa lân không? Ừ. Đúng rồi. Nguồn gốc xuất xứ của con lân á. Đúng rồi. Dạ, tại sao trên đời này có con lân? Dạ. Trên đời có con lân sao hả? Có nghĩa là sự tích con lân nó như thế nào? Dạ, cho con một phút hỏi ý nha. Mày đi tra Google hả mày? Dạ. Nhanh lên. Dạ. Múa lân. Hai, ba. Múa lân rồi. Múa lân. Ủa gì vậy? Gì vậy? Là múa nữa hả? Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa xuất hiện một cái con màu vàng mà không ai biết con đó là con gì. Bỗng nhiên có màu vàng nó đi lưng la trong rừng. Rồi con màu vàng nó gặp một con khác. Con này rất khủng mà có lông nên gọi là khủng. Trời ơi. Trời ơi. Khủng lông chạy mất dép luôn. Chào chị Bảy. Chị Bảy dạ. Đi đâu đây? Dạ chào anh ba. Ê trời ơi chị Bảy, hình như bữa nay sinh nhật chị Bảy phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi chị Bảy nhìn lên trời kìa. Ê trời, có cái gì nó chiếu xuống kìa chị Bảy ơi. Hình như là vì sao chiếu mệnh của chị Bảy đó. Ơi. Ủa, cái luồng. Ờ.
Ê, ủa? Kinh lon này nặng nhiêu ta? Muốn biết mình phải cân nó đi. Cân lon? Ừ. Ủa, nói gì vậy? Cân lon. Nói gì vậy? Cân lon. Từ đó có con lưng. Nghe nè, hay quá. Lần đầu tiên tao thấy tấu hài mà phiên bản thú á. Hàng thú đến tấu hòa tấu lại. Hay quá tụi mày ơi. Ê, dạ. Tiếp đi. Rồi tôi mới sự tích ông địa làm sao? Mày nói đủ y động thành ông địa. Ê, nói vậy. Ông địa. Trời ơi. Con khủng long thần kinh. Thông cảm. Khủng long mà phải chứ duyên hài đâu gì. Hay quá. Khủng long. Giờ tiếp đi, vậy câu hỏi cũ ông địa làm sao? Ông địa hả? Ông địa. Nhanh lên. Thôi ý đi. Thôi, vụ này thôi ý hả? Vậy ông địa làm sao? Ông địa. Ông đi cho em rồi, cái bụng cái bật bụng. Một. Hai. Ngày xưa, có một cái ông rất là mập. Mập, đây mập. Bỗng nhiên, ông đi ngang qua sáu một con người rất là đẹp. Ở đây nè bà. À không quên. Ông đi. Ê. Ê. Ông nghe. Không có tên đúng không? Đúng vậy. Tại sao ông nhìn cái gì vậy? Tôi nhìn sáu người đẹp. Đĩa. Cái đồ ông đĩa. Trời ơi. Sao nó đơn giản quá vậy con? Dạ. Sự tích ông đĩa ông ra đời đơn giản quá con ha. Dạ. Trời đất ơi. Con nói giỡn này thôi chứ ông đĩa có sự tích riêng nữa, tụi con không dám nói bậy đâu. Vậy hả? Dạ. Rồi tụi con biết biểu diễn cái gì đây không? Biểu diễn gì chứ? Mày múa lân ra. Xíp chú đâu mày? Mày nghĩ là cho tao bằng chú mày? Ôi quá không. Trời tóc dài cho bằng chú mày. Lộn. Nó nghe nè. Bây giờ có trao bao thiệt là cao trên trển đó, một lát cuối tụi con làm hay á, được treo lên bóc cái trển đó nghe không? Dạ. Dạ. Bây giờ nè, ngoài biểu diễn múa lân ra, tụi con có biết kêu bằng cung phu rồi không? Đúng rồi. Cung phu giờ biết. Trời ơi. Biết không? Dạ biết. Đẩy mình luôn, đẩy mình luôn. Đâu làm coi. Làm gì coi coi. Cung phu hả? Thí dụ như là chặt đồ, đạp đồ. Giờ có đồ đâu chặt ra. Có đồ đâu chặt. Có đồ không? Hỏi ý, hỏi ý, hỏi ý. Hỏi ý hoài vậy. Hỏi ý hoài vậy. Là hỏi người đi ý rồi. Nè. Gì? Xong chưa? Xong chưa? Rồi. Hết giờ rồi kìa. Qua giờ làm gì có cái gì làm chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Rồi, chú có cái này cho tụi bay làm. Đó, lấy ra. Trời ơi cái gì? Xí mà diễn công phu xong có tiền không vậy? Dạ có. Cầm miếng mất ăn chơi. Dạ, diễn. Ủa vậy thôi cũng hỏi nữa. Tao nói tụi này đó, mày không bị thương mày cũng chết với tao. Để đây. Lấy cái bàn qua đây cho chú. Không có phải ăn đâu nha, đừng có bu bu. Trời mày nghĩ sao mày được ăn nha con. Cái bàn mà mẹ. Ba không phân bình được cái nào cái bàn. Cái bàn đó trời, trời đó cơ đấy cưng vậy sao. Rồi quá trời ơi. Bây giờ Sắp hàng cái nhóm tụi bay quanh kia lẹ dạ, chú bay kia đi bay ăn cái gì vậy ủa bay ngồi bay ăn à. Trời ơi gái mà miêu kỳ quá hả à. Đây chú nói các con nghe để dạ. Thể hiện công phu cái chú của các con á ở trong đây có 10 cái trứng để lăn lên người lấy máu bầm hay gì bầm cái đầu và cái bầm ở trong đây được chia 5 năm con nó ra sao không hủy rồi cho con chơi dạ bây giờ con chạy chú thông cảm đi tụi con là nhóm khủng long tí hon đi dạ. Múa lân mà tụi con đi biểu diễn có một bài hát nữa cô chú muốn nghe không hát đi ê hát nghe coi chẳng nghe ăn được hết hát coi ê 2, 3 khủng long tí hon mang niềm vui đến mọi nhà hay quá khủng long tí hon mang niềm vui cho cuộc sống hay quá khủng long tí hon mang niềm vui đến mọi người hay quá khi cười xuyên việt để mong nổi tiếng hơn khoan đứng lại tao kiếm được một đứa phu thê với nhà em đâu nữa rồi. Cái hàm răng khủng long giống hàm răng này quá. Ê nó nghe nè. Tao nghe tao bay giới thiệu nhóm xong muốn về gió muốn chấp nữa rồi. Làm gì không? Rồi chơi đi. Tôi là chính nè. Dạ. Bây giờ ở đây có 10 cái họ cái trứng gà. Ở trong đây là có 5 cái trứng đã luộc rồi. Và 5 cái trứng sống. Dạ. Tự tụi bay làm cung phu tao phát tụi bay tự bóc nha. Đạp vào đầu mình đứa nào xui gán chịu. Này chơi ngu chứ cung phu thì. Không bây giờ nè. 1, 2, 3, 4, 5. Nhóm nó có 5 người. Bây giờ cho được chọn tùy ý 5 cái trứng được cho là không có nguy hiểm gì hết trơn. Chọn 5 cái đi. Bà ngoại có được sờ thử không? Không không, một cái lấy luôn. Mày kêu ai bà ngoại cho mày. Đây nè. Bà ngoại. Ví dụ mà chọn được cái trứng 5-9 rồi đập cái đỡ dơ. Đúng rồi. Dạ. Chọn đen lên. Ai trước? Ai cũng được, mỗi đứa từng người ấy, từng người một đi. Xung phong bóc trước. Rồi, xung phong rồi vô nè. Đứng nàng ngang ra. Đứng đằng trước cho nó coi nè. Mày bóc lại đi, bóc lại đi. Mày bóc lại đi con này. Con lít mày đặt sơn móng tay nữa mày. Trời đất ơi, đặt sơn móng tay. Mày
Mày lấy cái này không? Không. Mày không có lựa nha mày. Lấy lại đi. Dạ. Không lấy đâu. Chơi không? Chú lấy chú. Ê là nó đập chú đâu? Dung dao. Dạ cho con lấy trứng của chú cái. Mày đập chú đâu? Dạ con đập vô vô. Vô đâu mày? Vô đầu ai được không? Dạ vô đầu bạn con. Rồi lấy đi. Dạ. Rồi chơi nha. Chưa nha. Từ từ rồi cất vô. Kèo thơm rồi. Lành ít dữ nhiều. Từ từ tôi ăn đến xong hàng vô coi. Dạ. Dạ. Con cầm vậy chứ biết sự tích hột gà không? Tại ê. Con đừng có giết con. Không. Tết là thường người ta kho đòi thịt đúng không? Dạ. Vậy tết sao ta kêu gì? Là tết ăn gì? Dạ tết ăn hột vịt thịt kho. Tại sao ta kêu là thịt kho hột vịt mà không kêu là thịt kho hột gà? Ai mà biết được. Ủa cậu nói cái gì sai gì con không biết nữa. Mày mới sai nhất ở đây đó, mày đứng cho tao đi. Để cho nó nói. Dạ. Nói đi. Bạn nhóm trưởng bạn nói đi. Không tin luôn, bạn đó mình làm nhóm trưởng luôn. Đó vậy giờ mình biểu diễn cái này hả? Nó nhìn mặt con này tao sợ quá. Tao muốn nói gì nó nói hả? Chào, vậy thích gì cha? Vậy thích đi. Tại vì cái trứng gà, con gà nó giống như cái trứng sao khỏi đi mày. Giải thích cái gì mà dấp lên, dấp xuống không hiểu. Rồi, rồi, rồi. Quá. Thì vô nè, giải thích. Hỏi ra câu hỏi đi bà ngoại. Tại sao người ta kêu tại làm như mày nhỏ lắm vậy? Tại sao người ta kêu thịt kho hột vịt mà không kêu là thịt kho hột gà? Đơn giản thôi. Tại vì hột vịt nó to hột gà, ăn hột vịt nó lợi hơn. Hết. Thôi. Cũng được. Dạ. Nó hết mỏng mà cũng hợp lý quá. Tao hỏi mày câu nè. Dạ. Sao tao kêu hột vịt, tao không kêu hạt vịt? Tại vì hột vịt người ta không kêu hạt vịt không biết. Chứ giờ hỏi lại ngoại nè. Ngoại đâu mày? Hỏi lại ba cô nè. Sao? Tại sao người ta không kêu hột dưa mà người ta kêu hạt dưa? Tại vì tao không có thi, tao có quyền không trả lời. Bây giờ vô chủ đề chính. Bước đập đi. Hàng ngang ra cho tao. Hàng ngang. Hàng ngang. Rồi. Lùi xuống đây đi. Rồi. Cho nó đập. Rồi. Một hàng ngang thành lập. Con khủng long đập cuối nha. Mình qua đây mình coi nè. Ê, tại mày. Mà khoan, không có đập một lượt. Đập từ từ, từng đứa một nó mới vui. Mà đập vô đầu nha. Mà không phải đầu mình, đầu bạn mình. Thôi chơi gì chơi hổng, không có tự đập mình đi. Thôi đập đi mới vui. Không. Ok vậy luôn. Để mình tập trước nha. Thưa quý vị khán giả, đây là cái trứng. Mà nó luộc hay chưa luộc thì mình không có biết. Xí, thí dụ đập đầu gối được không? Không. Nó đỡ dơ. Vậy chẳng tập mình lắm vậy. Đập vô đầu gối đi. Đập vô đầu gối luôn hả? Không có muốn đập đâu con đập chứ. Nó cái đó là mày nói nha. Đây là cái trứng. Và hên hay xui là khi con đập cái trứng này vào đầu. Xui. Con hy vọng nó không có xui đến như vậy. Rồi. Một. Hai. Ha. Trời ơi. Ủa cái này cái gì dạ? Từ từ. Trời ơi. Cái gì dạ? Khủng long ơi, mày dơ lắm khủng long ơi. Khủng long dạ? Mày đi lên đi, nhà tao để tao lo. Em ơi, cho mượn cái đồ lau nhà đi cưng ơi. Ủa cái này cái trời gì ơi. Dạ? Cái keo xịt tóc phải không? Trời đúng ơi. Keo xịt tóc nè. Keo xịt tóc. Treo này. Con vuốt keo được không? Không, tóc của hai cô sơ quá, vuốt cho hai cô đi. Ê, trời ơi, tao không cho tiền à. Keo xịt tóc. Tao không cho tiền à. Ủa, xịt tóc hai cô hơn. Bây giờ cái tóc bạn dơ quá, muốn tóc bạn sạch không? Muốn. Trời ơi. Tụi bay đổi tóc giả là tụi bay tính rồi nè. Con đâu có biết gì đâu. Rồi con tiếp đi, tiếp đi, tiếp theo đi. Tiếp theo, cái tay mày lỡ dơ mày chùi áo mày luôn đi. Bạn ơi, chúc bạn may mắn nha. Rồi mày đi vô đi cho bạn mày nó chơi. Dạ. Rồi bây giờ trước khi chơi gỡ tóc ra đi con. Gỡ tóc ra đi con. Gỡ tóc ra đi con. Thấy chưa? Mày xạo xạo hả mày? Cái tóc đó để khúc cuối rồi dở. À, dở bây giờ cho chứ tao bị lộ. Rồi mày mê mày ăn hết rồi con. Chúc bạn may mắn nha. Hãy cổ vũ cho tôi đi nào. Hãy cùng hô to quốc khánh, quốc khánh. Trời ơi, khánh, quốc khánh. 2/9. Vui dạ. Nó hên nó kìa. Ủa vậy là con rắn là không được vui hả? Thôi ăn được mà. Tiếp đi, tiếp đi. Có vẻ hơi buồn. Sao dạ? Gỡ tóc luôn không con? Con thấy nó lành ít dữ nhiều nè. Hey! 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 Mất rồi! Hey! Mất rồi! Xuất sắc! Hey! Trời ơi!
Xuất sắc đi. Trời ơi. Xuất sắc đi. Trời ơi, chưa kịp. Yeah. Yeah. Xích ra. Cái phẩm. Rồi bây giờ tới mày. Tao nghĩ không hên hoài như vậy đâu. Nó ghê nè. Cái áo khoác này đẹp quá, nó mượn của ai có cần lột ra trước không? Lột. Thấy chưa? Trong những phút gian nan, bạn bè trở mặt với con đó. Rồi nhanh lên nè. Gán đi bạn. Gán lên bạn ơi. Đặt một cái là mình có tiền luôn. Gỡ tóc không con? Dạ thôi thôi. Sợ má nhận không ra hả con? Vừa quá ngoại. Ui xích ra gà đi. Nhìn nó mắc cười. Cổ Vũ ơi. Nó đứng hình luôn rồi. Ê, nó đứng hình rồi bà ơi. Con ơi, chơi lại con, chơi lại con ơi. Thôi, chơi lại đi, con. Bỏ đi. Trời ơi, con có cây kẹp dễ thương quá à. Trời ơi, cây kẹp mình quá trứng. Mày thật là đáng yêu và khấu khỉnh. Trời ơi, đồng cảm với nhau kìa. Thôi, giờ bỏ qua chuyện này chơi trò khác được không? Ừ, con tưởng nghĩ trò con. Còn khủng long muốn chơi kìa. Còn con khủng long nó chơi nữa. Thôi, dạ. Mình đứng xa con khủng long, mình không phải bạn khủng long đâu. Ê, khủng long này nó có một đầu mà có hai cái mặt lận ha. Con đập vô đâu con? Dạ, con đập vô đầu bạn con. Trời ơi, bạn đúng mày. Đúng rồi, đập vô giám trưởng đi. Bởi vậy con nấu đứng gần nó. Làm giám trưởng cực lắm bạn ơi. Đúng rồi. Phải dễ dàng đâu. Gắn lên bạn ơi. Bây giờ đập mà lần thôi, thôi, từ từ. Hôm bữa Khánh chửi gì em? Thôi nào dạ. À, bà khủng long ơi, bữa Khánh chửi gì bạn dạ? Dạ. Quên rồi, thôi tiếp đi chị nè. 2 3. Trời ơi, nó hên vậy. Rồi thôi được khủng rồi. Khủng long mang niềm vui đến mọi nhà. Khủng long tí hon mang niềm vui cho cuộc sống. Rồi được rồi. Khủng dạ. Ơi. Dạ. Con bài sổ số kiến thiết hát hoài. Nói nghe tụi con ơi, bây giờ tụi con đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ tụi con sẽ được lấy bao lì xì. Dạ. Không biết tụi con lấy được bao nhiêu mà chích ra 1 triệu để làm vệ sinh nha con. Chứ dơ quá à. Rồi, bây giờ nè, mời các con. Có các bao từ 1 triệu tới 5 triệu. Cử ai tin tưởng nhất lụm đi. Một người thôi. Thôi giờ Xuân Tiến lên lấy cái bao này nè. Xuân Tiến lấy cái bao cao cao kìa con. Trời ơi, nó leo kìa. Trời ơi. Thôi. Bạn ơi, cái bao nó không có giá trị bằng cái cây đâu bạn. Ẩm nó lên lấy. Giờ mình phải đoàn kết. Ẩm nó lên vậy. Đúng vậy. Đoàn kết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đẩy Xuân Tiến lên lấy. Đúng. 2, 3, lên. Đi một vòng coi. Té. Rồi. Rồi, mở ra. Mở ra. Mở luôn. Mở luôn. Mở luôn.